Đa Mị, Chém Không Đứt, Đích Hàm Trư Trảo. Tác giả: Đường Hoa Quế. Người đọc: Châu Gia Thiện. Chương 10. Kỳ Hành Chi quả thực rất ngoan ngoãn, thậm chí ngay cả nói chuyện với con trai đều phải hết sức bảo trì khoảng cách. Như vậy quả thực an toàn, nhưng mà lại tìm không được bạn trai, quả thực là một nỗi lo khác. Hay nha, nuôi một tiểu phượng hoàng quả thực là có nhiều thứ phải quan tâm nha. Kỳ An Tô, hai phu phu chỉ chợp mắt được một lúc, lại đi nấu canh, làm vài món ăn mà Kỳ Nhạc Chi thích, chuẩn bị ít quần áo cho Kỳ Nhạc Chi, rồi mang đến bệnh viện. Kỳ Nhạc Chi mệt mỏi đến không chịu được, đã muốn ghé vào bên giường của Hà Gia Duyệt mà ngủ đi. Nhưng ngay cả trong lúc ngủ mơ, cậu cũng gắt gao nắm lấy tay của Hà Gia Duyệt, dường như sợ rằng chỉ buông lỏng tay ra thôi thì Hà Gia Duyệt sẽ lập tức biến mất. Thấy bọn họ tiến vào, mí mắt của Hà Gia Duyệt khẽ nâng một chút, cũng là nhìn về cái phía của bọn họ, nhưng mà nhìn là nhìn về phía sau lưng của bọn họ, hơi hơi lộ ra một tia nghi hoặc. Diêu Nhật Hiền hiểu ý của cậu. Gia Duyệt à, cháu đừng sợ mà, cha mẹ của cháu có chuyện quan trọng là phải làm rồi, cho nên tạm thời là không thể tới đây để chăm sóc cháu. Kỳ An Tô lại trực tiếp lại tỉnh con của mình, nói cho bọn họ sự thật. Cha mẹ của Gia Duyệt cảm thấy chính là bất bình vì Gia Duyệt, bọn họ đang tìm cách để có thể lấy lại công đạo cho cháu, cho nên không có thời gian đến đây, mới nhà chúng tôi chưa cứu cho cháu. Ánh mắt của Hà Gia Duyệt lóe lên một chút, rồi lại nhanh chóng che giấu đi. Hết thảy đều bị Kỳ An Tu thu vào trong đáy mắt, khuyên giải để có thể an ủi cậu bé. Gia Duyệt à, tôi sẽ giúp cho cháu để đến cha mẹ của cháu, bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, cháu chỉ cần là an tâm giữ mình là được rồi. Hà Gia Duyệt rốt cuộc vẫn là nhịn không được, khẽ liếc Kỳ An Tu một cái. Kỳ An Tu trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cái đứa nhỏ này chung quy vẫn là không có hoàn toàn lạnh lùng, vẫn là quan tâm đến cha mẹ của nó. Hắn ta âm thầm quyết định, mới nhẹ nhàng mà hỏi con của mình. Nhẹ nhàng à, con mau ăn cái gì đó đi, sau đó đi tắm rồi một cái, xem cả người của con bẩn như thế này, thối quắc à, đừng có đem cái vi khuẩn truyền cho Gia Duyệt. À đúng rồi, nè, con vẫn là muốn ở trong này để có thể chăm sóc cho Gia Duyệt sao chứ, có cần cha đến trường để xin cho nghỉ một tuần không? À, nhưng mà bào của con đó thì phải làm sao đây chứ? Kỳ Nhạc Chi dùng cái giọng nói khàn khàn để nói chuyện. À, cha có thể nói với thầy giáo về qua vô tuyến có được không chứ? Vậy là phiền cha mang máy tính của con đến đây đi. Cùng cha, con khách khí cái gì chứ? Kỳ An Tô cười cười rồi xoa xoa đầu của con mình. Để lát nữa bảo chú Ngô sẽ chuẩn bị cho con một cái giường ở đây, có con ở trong này để có thể chăm sóc cho Gia Duyệt, nó cũng sẽ an tâm hơn. Ba và cha sẽ cách vách, nếu có việc gì thì lập tức gọi cho chúng ta nha. Kỳ Nhạc Chi đáp. Thôi được rồi, hai người cứ về đi, con có thể chăm sóc cho Gia Duyệt là được rồi. Không được, Dương Nhật Hiền lập tức lại cự tuyệt. Chúng ta đã hứa với Hà Tiên Sinh và Hà Thái Thái là sẽ chăm sóc cho Gia Duyệt như con ruột của mình rồi, nào có đứa nhỏ nằm viện cha mẹ ở nhà nghi ngờ chứ. Con dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, đem nó giao cho con chúng ta cũng không yên tâm. Cha cùng với ba đã chuẩn bị đầy đủ đồ đạc rồi, không lẽ con tính không đi toilet hay sao chứ? Không ăn không ngủ chăm sóc cho Gia Duyệt sao? Kỳ Nhạc Chi cuối cùng cũng đang ngượng ngùng mà lộ ra một cái nụ cười thật là sâu mà nhìn Hà Gia Duyệt. Tiểu Duyệt à, mình đi trước ăn cơm, tắm rồi một cái hả? Cũng lại không có để ý tới Hà Gia Duyệt không đáp lại, đem tay của cậu thật là cẩn thận bỏ vào trong chăn, rồi mới xoay người nhanh chóng vùi đầu ăn cơm. Kỳ An Tô lại cố ý mà chế nhạo. Nè, đây là chó dữ chung hay sao chứ? Còn đó, ăn chậm một chút cũng được à?
Hắn ta cùng với Du Nhật Hiền mở cái túi hành lý ra bố trí. Người đặt bồn hoa, rồi sắp xếp lại đồ đạc, lại còn phủ vải tắm đệm lên trên sofa. Đến khi mà Kỳ Nhật Chi dọn dẹp sạch sẽ đồ ăn, rồi ngẩng đầu lên, toàn bộ trong phòng bệnh đã hoàn toàn thay đổi. Kỳ Nhật Chi ngốc lăng mà nói một câu: thật có cảm giác như là đang ở nhà nghe. Hai người cha nhìn nhau cười rất là đắc ý. Diêu Nhật Hiền lại cười hỏi: Gia Duyệt à, nè, mấy cái thứ này cho hẳn là nhận ra đi, tất cả đều là lấy ở nhà của cháu đó. Hạ Gia Duyệt nhắm mắt lại không chịu đáp, bọn họ cũng là không có trách cậu. Kỳ An Tu cuối cùng mới lấy ra một cái thư ở dưới đáy thùng. Nhận nhận à, con xem đây là cái gì chứ? Bản bút ký của con. Kỳ Nhạc Chi kinh hỉ mà nhận lấy. Nguyên lai cháu có mang đến hay sao chứ? Sao còn chưa nói sớm? Kỳ An Tu cười cười rồi nói: Nè, đây chính là bà bạn của con nghĩ ra đó. Sợ rằng con sẽ buồn, không thích xem tivi, cho nên mới mang nó đến. Nếu mà cháu nói sớm thì sao con mua vui như vậy được chứ? Một cái luồng khí ấm áp vui vẻ ở trong phòng bệnh lặng yên mà lưu chuyển. Hà Gia Duyệt khá vùi sâu vào bên trong chăn, quả thực chính là cảm thấy thả lỏng hơn rất nhiều. Nhưng ở trong lòng của cậu lại càng thêm quan tâm một vấn đề: cậu thực sự có thể có được công đạo hay sao chứ? Thời gian chậm rãi trôi qua, cuộc sống của Hà Gia Duyệt vẫn là tuân theo một trình tự nhất định. Buổi sáng mỗi ngày tỉnh dậy lúc 7 giờ, chú Diều đã chuẩn bị sẵn cơm nước ấm dịu dàng giúp cho cậu chà lau sạch sẽ thân thể, thay một bộ đồ khác. Sau khi mà Diêu Nhật Hiền ở trước mặt của cậu bình thản thừa nhận mình cũng chỉ là song tính nhân, chú Diều là người duy nhất được Hạ Gia Duyệt cho phép được đụng vào cơ thể của mình. Rồi hộ sĩ tiến vào giúp cho cậu thay một cái bình dịch dinh dưỡng khác. Mặc Kỳ Nhạc Chi cùng với bọn họ ở bên cạnh ăn bữa sáng giống y như là đang ở nhà nói cười cười. 8 giờ, bình thường là giờ học bắt đầu. Máy tính được mở lên, Kỳ Nhạc Chi ngồi bên giường, cậu đặt máy tính lên trên một chiếc bàn, điều chỉnh góc độ cho cả Hạ Gia Duyệt cũng nhìn thấy rõ. Bắt đầu một cái buổi học y như đang ở trường. Kỳ An Tu lúc này là phải đến công ty làm việc, Diêu Nhật Hiên phải trở về nhìn qua Kỳ Gia Gia, sau đó chuẩn bị cơm trưa, đồng thời lại mang quần áo bẩn về nhà giặt sạch, rồi chuẩn bị quần áo sạch sẽ khác. 12 giờ, Diêu Nhật Hiên mang cơm trưa đến, nghỉ trưa một lát là đến giờ học buổi chiều. Không thể không nói, Kỳ Nhạc Chi quả thực là một đứa trẻ tốt, rất chăm chỉ. Khi nghe giảng bài, lại vô cùng chuyên tâm, căn bản chứ là không có sai sót. Buổi tối 7 giờ, Kỳ An Tu tan tầm quay về. Sau khi ăn cơm chiều xong, hai phu phu bọn họ sẽ trở về nhà một chuyến, miễn cho Kỳ Gia lo lắng, rồi mới quay lại với bọn họ. Mà Kỳ Nhạc Chi thì nhất quyết là một bước cũng không chịu rời khỏi Hạ Gia Duyệt, ngay cả giường cũng là nhất định phải nằm song song cùng với cậu. Buổi tối nắm chặt lấy tay của Hạ Gia Duyệt mới yên tâm mà ngủ. Nhìn thấy hai đứa trẻ này như vậy, Diêu Nhật Hiên rất là hoài nghi. Nhân Nhân à, có phải hay không con cùng với Gia Duyệt? Kỳ An Tu tỏ vẻ lão luyện mà cái lời: hẳn là không có rồi. Nếu thực sự đã làm thì Nhạc Nhạc hiện tại hẳn là phải ôm Gia Duyệt cùng nhau ngủ chứ sao? Sao có thể nắm tay cùng nhau ngủ chứ? Diêu Nhật Hiên rất là tức giận mà liếc mắt qua: em nó là tình cảm mà, anh nghĩ cái gì vậy hả? Kỳ An Tu nhún vai rất là vô tội: nè, anh cũng rất là tình cảm mà, có một số việc chính là càng làm càng yêu đó. Nhưng mà tụi nó còn chưa có trưởng thành mà. Diêu Nhật Hiền quắt mắt nhìn cái ông chồng rồi giơ nắm đấm lên: ít như là phải đợi trưởng thành đã, với lại hơn nữa Gia Duyệt như bây giờ lúc nào mới có thể thoát khỏi cái bóng ma tâm lý còn rất là khó nói đó. Trong cái đầu heo của anh lại có thể suy nghĩ đến mấy cái thứ chuyện loạn thứ bất tao sao chứ? Là nó bậy được chưa?
Khi An Tô ôm người yêu đang tức giận, nghiêm chỉnh nói: anh đã không có bác sĩ tâm lý rồi. Ông đã đề nghị với anh rằng nếu nói là sau khi cậu nhóc đó bị cường bạo, người yêu có thể toàn tâm toàn ý chơi một lần cùng với cậu ta, thì cậu ta sẽ nhanh chóng giảm bớt đi cái cảm giác tội lỗi của bản thân mình và sự phủ định chính mình. Một lần nữa thiết lập lại cái sự tin tưởng giữa đôi bên là tốt nhất. Em tự ngẫm nghĩ lại coi, cứ mỗi lần chúng ta đang chơi, không phải là em sẽ lại cảm nhận được tình yêu của anh hay sao chứ? Dương Nhật Hiền lại suy nghĩ một lúc. Cậu lại cảm thấy quả thực chính là đúng như vậy. Nhưng mà Gia Duyệt giờ là còn nhỏ đó. Cái loại chuyện này chúng ta là nên được cái sự đồng ý của cha mẹ của thằng bé mới được. Khi An Tô cười cười hôn nhẹ hai cái gò má của cậu. Nè, anh đã chưa nói là muốn cho nhà càng hiện tại phải làm cái gì mà. Sao mặt của hắn ta bỗng nhiên lại ngưng trọng. Hiện tại quan trọng nhất là phải giải quyết được hai cái tên xấu xa của Lâm Gia kia đi. Dương Nhật Hiền nhìn không được mà nói: nè, Hà tiên sinh và Hà Thái Thái rốt cuộc là đang làm cái gì vậy chứ? Mọi người rốt cuộc là định sẽ đối phó với hai nàng của Lâm Gia ra sao chứ? Kỳ An Tô xe mắt mà cười nhẹ: em quên mất rồi sao? Hai vị Hà gia xuất thân từ cái nghề gì chứ? Chế thuốc à? Dương Nhật Hiền đột nhiên lê mở to hai mắt ra mà nhìn nhau. Nè, mọi người sẽ không hạ độc đi. Kỳ An Tô thực sự là không nín được vì cười. Nè, em coi tiểu thuyết võ hiệp đã nhiều quá rồi đó, còn hạ độc sao chứ? Bất quá hay là cũng có hiệu quả như nhau đi. Là sao? Dương Nhật Hiền vẫn là còn muốn truy hỏi. Kỳ An Tô lê ôm cậu mà nằm xuống giường. Thôi ngủ đi, mỗi ngày là được ép mình như thế đó, em có mệt hay sao chứ? Khi nào cần biết thì em sẽ được biết thôi. Hay da, vì hai cái đứa nhóc kia suốt ngày là phải ở lại cái bệnh viện này, làm cho hắn ta cùng với Tiểu Hiền yêu dấu ngay cả vận động yêu thích nhất đều là không thể làm. Nhưng mà đây không có phải là trách nhiệm của heo cha hay sao chứ? Đầu heo nghĩ nghĩ, mình quả nhiên chỉ là trụ cột gia đình, rất có trách nhiệm ha. Dương Nhật Hiền vẫn là con đang mơ mơ màng màng nghĩ nghĩ, kia rốt cuộc là cái loại độc dược vô sắc vô vị gì đây chứ? Trong mộng cậu lại nhìn thấy Điệp Cốc Y Tiên Hồ Thanh Ngưu. Đó là một nhân vật trong truyện Ỷ Thiên của Bác Kim, đã từng chữa cho Trương Vô Kỵ. Không sai biệt lắm một tháng sau, Hà Ba Ba cuối cùng cũng đã điện thoại cho Kỳ An Tô. Phiền anh đến nhà của chúng tôi một chuyến đi. Kỳ An Tô lập tức đánh xe đến nhà của Hà Gia. Nhiều ngày không thấy, hai vợ chồng của Hà Gia có vẻ là tái nhợt tiều tụy đi rất nhiều, thậm chí là mái tóc đã lắm tóm bạc. Nhưng mà tinh thần của họ lại cực kỳ phấn chấn. Vừa thấy liền biết suốt những ngày qua họ đã điên cuồng làm việc cả ngày lẫn đêm. Hà Ba Ba thường là cẩn thận đưa ra hai cái chai thủy tinh nho nhỏ chứa một cái chất bột màu trắng. Hai cái tên tiểu cầm thú của nhà họ Lâm, mỗi đứa một bình. Tôi cần một người tin cậy đem cái thứ này cho bọn họ uống. Hà Mộ Mộ lấy cái sổ tiết kiệm ở trong nhà ra. Tiền là không thành vấn đề đâu. Kỳ An Tô lắc lắc đầu, đem cái quyển sổ kia đẩy trở về. Tiền quả thật chính là không thành vấn đề. Tôi trong khoảng thời gian này đã liên lạc đối với người và người bạn rồi. Hai cái tên nhóc nhà họ Lâm kia ở bên ngoài đắc tội không ít người. Người muốn tự tay đưa bọn chúng xuống địa ngục rất là nhiều đó. Tôi có thể giúp anh mang cái thuốc đi, nhưng mà tôi phải biết rằng uống cái thứ này vào rốt cuộc là phản ứng gì chứ. Hà Bà Bà cắn răng tràn đầy cái sự hận ý. Bọn chúng không phải là thích chơi hay sao chứ? Chỉ cần uống cái thứ này, đời này bọn chúng chỉ có thể bị người ta chơi mà thôi, còn tuyệt đối ra không được ra nguyên nhân. Kỳ An Tô đưa tay để có thể tiếp nhận hai cái bình thuốc kia. Trong vòng 3 ngày tôi cam đoan rằng sẽ để cho bọn chúng uống. Các vị cũng đã mệt mỏi rồi, hảo hảo mà nghỉ ngơi đi. Nhớ là phải nghỉ ngơi, bảo dưỡng tinh thần vài ngày.
Đều có tin tức, chúng ta sẽ cùng nhau đến bệnh viện để tham gia duyệt. Hà Ba Ba và Hà Mù Mù gật đầu. Bọn họ quả thực là rất mệt mỏi rồi, tinh thần đã muốn chống đỡ đến cực hạn, chưa có trừng trị hai cái tên cầm thú gia lâm kia, bọn họ cũng đã không có muốn đi gặp con của mình. Kỳ An Tu quả thực là không nuốt lời. Sáng sớm của 3 ngày sau, Hà gia cha mẹ đã nhìn thấy tin tức tràn ngập khắp nơi. Thiếu gia nhà giàu ăn chơi trác tán, Tử Hiến Cúc Hoa cam tâm bị sát. Dưới cái tiêu đề chấn động là một cái tấm ảnh chụp rất là lớn. Báo chí còn phỏng đoán là hai cái anh em nhà họ Lâm kia giàu có. Tuy rằng hai người đàn ông trần trụi ở trong hình đang quỳ ở trên mặt đất, tự như chó đã bị bôi đen mặt rồi, nhưng mà Hà Ba Ba chỉ cần liếc mắt một cái thôi liền có thể nhận ra hai cái tên cầm thú kia. Cơ hồ cùng thời gian, chuyện mà Lâm Gia Quân Đệ bị dạy dỗ tình ái đã nhanh chóng lan truyền ở trên mạng rất nhanh, đã bị tuôn ra tư liệu lẫn với danh tính. Mặc kệ là Lâm Gia có quan hệ xã hội rộng như thế nào, hay là tiền bạc nhiều đến đâu, có giải thích ra sao đi chăng nữa, cũng là không có thể nào ngăn được làn sóng của dư luận. Ngược lại, lại càng ngăn thì càng lan rộng, huyền não một hồi. Mà cùng lúc đó, có rất nhiều người đã từng bị Lâm Gia Quân Đệ xâm phạm, nhưng cái cơ hội này đều công bố thêm càng nhiều tư liệu chính xác, tuyên bố là muốn tố cáo Lâm Gia. Lâm Gia còn chưa có kịp bịt miệng mà họ thì đã xuất hiện thêm vô số những cái người giấu tên không ngừng tuôn ra cái lời dèm pha Lâm Gia, như là trốn thuế lậu thuế, rồi vi phạm pháp luật linh tinh, tin tức thực thực giả giả nhằm chống đối, khiến cho Lâm Gia sức đầu mẹ tráng, không có cách nào mà ứng phó. Bị tra ra không ít vấn đề, mà cổ phiếu của công ty lại xuống dốc không phanh, nguyên khí đại tương, các cổ đông lại không ngừng bán cổ phần ra gọi là chuyển nhượng. Nguy cơ tài chính đã khiến cho Lâm Gia đành phải chấp nhận hy sinh, tuyên bố trên thông tin đại chúng làm rõ chuyện sâu của hai anh em nhà họ Lâm Anh Kiệt và Lâm Anh Hào hoàn toàn là trục xuất khỏi gia môn. Chỉ chưa đầy vài tháng thôi, hai vị thiếu gia Lâm Gia từng tiếng tăm lừng lẫy lưu lạc đến một quán bar vô danh làm ngưu lang, vẫn là chuyên môn bị người ta thao. 3 năm sau, Lâm Anh Kiệt vừa hết thuốc phiện lại vừa đi bán mình. Bị kích thích đã khiến cho cơ tim tắc nghẽn, đột tử ở đầu đường. Mà Lâm Anh Hào, dù sao thì tuổi còn trẻ, bị một lão già từ Trung Đông mua về để làm tín đồ. Tuy rằng là quá không có tiền lý, nhưng mà tốt xấu gì là cũng có thể yên bình sống hết nửa đời sau. Đối với gã ta mà nói, đã cảm thấy phi thường may mắn rồi. Từ đó trở về sau này, không có còn tin tức gì của hai cái kẻ đó nữa. Sáng sớm ngày mà Gia Lâm hai quân đệ gặp chuyện không may, Kỳ Nhạc Chi đã biết được tin tức này từ mạng internet. Tiêu Duyệt à, cô nhìn nè, mau nhìn đi. Kỳ Nhạc Chi kích động đến vạn phần, đem laptop đưa đến trước mặt của Hà Gia Duyệt. Nè, hai cái súc sinh kia đều đã bị giáo quấn rồi. Này khẳng định chính là ba mẹ của cậu làm đó. Trên màn hình, nhìn thấy hai cái kẻ khiến cho cậu khiếp hại, đồng thời cũng là hận đến tận xương tủy, vẻ mặt đạm mạc nhiều ngày nay của Hà Gia Duyệt cuối cùng cũng đã thay đổi. Cả người của Hà Gia Duyệt trung chạy, ánh mắt mang theo hận ý mãnh liệt, cứ nhìn chằm chằm vào máy tính. Chỉ hận là không thể nào đem máy tính thiêu ra hai cái động. Duyệt Duyệt à, cha mẹ cả tháng trời chưa có từng nhìn thấy mặt, cuối cùng cũng đã ở trước mặt của Hà Gia Duyệt. Bọn họ đã đi nhuộm đen tóc, thu thập chỉnh tề, nhưng cái vẻ tiều tụy từ khóe mắt đôi lông mày vẫn là không có lừa được ai. Nước mắt tràn ra, Hà Gia cha mẹ ôm con của mình khóc lớn đến không ngừng. Là cha mẹ vô dụng, hai cho con phải chịu ủy khuất rồi. Hai cái kẻ bại quả kia đã được giáo quấn đó. Duyệt Duyệt à, có thể tha thứ cho cha mẹ hay không chứ? Hà Gia Duyệt giật giật miệng, cổ họng đau đớn tựa như bị lửa đốt, không thể nào phát ra cái âm thanh. Khóe mắt nóng ướt, nhưng mà lại không có thể nào nặn ra một giọt lệ. Từ chối nửa ngày, cậu suy sụp gắt gao mà nhắm mắt lại, vẫn là cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm. Kỳ Nhạc Chi thực sự là không biết nên phải làm sao mới tốt. Thù đã báo rồi, thương tích cũng đã dưỡng tốt, nhưng mà cún con của cậu lại mất đi toàn bộ sức sống, trở nên một người hoàn toàn khác hẳn đi.
Lại ở bệnh viện tịnh dưỡng được một tháng, Hà Gia Duyệt xuất viện. Nhưng sau khi về nhà, Hà Gia Duyệt cả ngày đem mình khóa ở trong phòng, làm sao cũng không đi ra, nói cũng lại không nói. Cứ buồn buồn, Danh luôn luôn đều đã ngồi trong góc tường, ngẩn người. Chỉ có một cái cơn gió nhẹ thổi qua thôi, cũng có thể chấn kinh tựa như chuột nhắt, gắt gào lùi thành một đoàn, rung cầm cập. Mỗi buổi tối, nếu như không có ai bên cạnh, cậu sẽ thức trắng cả một đêm, không dám ngủ. Chỉ cần nhắm mắt lại thôi, thì sẽ lại nghĩ đến cái chuyện đêm đó, rồi cả người ướt đẫm mồ hôi, mặt bần tỉnh. Sau khi biết được tình hình này, Kỳ Nhạc Chi không ngồi ở góc nhà nữa, mà nhanh chóng thu dọn hành lý sang nhà của Hạ Gia Duyệt. Nhưng mà Hạ Gia Duyệt lại cự tuyệt chấp nhận Kỳ Nhạc Chi, giống như khi đang ở bệnh viện, thậm chí là ngay cả gặp cũng lại không chịu gặp. Khi mà Kỳ Nhạc Chi đang sốt ruột thì nhận được một tin nhắn, chỉ có một cái hàng chữ to thôi: cậu là cái gì của tôi chứ? Câu hỏi này đã khiến cho trái tim của Kỳ Nhạc Chi đau đớn. Kỳ Nhạc Chi cũng đem chính mình nhốt ở trong nhà suy nghĩ 2 ngày, rồi mới xuống lầu gõ cửa phòng ngủ chính. Nhạc à, trễ như vậy rồi, có gì không con? Kỳ Nhạc Chi mở to mắt lên, ở trên gương mặt hơi non nước lại tỏa ra cái ý thành thục mà kiên định. Ba, cha, con muốn kết hôn đó. Kỳ Nhạc Chi và Dương Nhật Hiên hai mặt nhìn nhau một hồi lâu. Kỳ An Tu mới như mày mà hỏi: Nhạc à, là cha nghe làm sao chứ? Con muốn kết hôn sao? Kỳ Nhạc Chi có một chút khó xử lẫn với ngại ngùng, nhưng vẫn là kiên định gật đầu: con muốn kết hôn với Tiêu Duyệt. Con gãi gãi đầu đỏ mặt: con hẳn là phải chịu trách nhiệm đối với cậu ấy. Dương Nhật Hiền trợn mắt: con nè, hai đứa đã làm cái gì chứ? Mặt của Kỳ Nhạc Chi đỏ tươi như là trái cà chua. Phải ở trước mặt của người nhà thừa nhận cái loại sự tình này vẫn là thực mất mặt. Cậu ta lắp bắp để nói: chúng con chơi đã chơi một nửa rồi. Ngã Kỳ An Tô yên lòng, đã nói dùng cái đôi mắt lão luyện của ta, sao lại có khả năng mà nhìn lầm được cơ chứ? Dương Nhật Hiền vẫn là còn cố hỏi: nè, vậy thì hai đứa đã làm đến bước nào rồi? Mặt của Kỳ Nhạc Chi đỏ đến mức là sắp xuất huyết đến nơi. Kỳ An Tô lại bèn đem cái vị ba tò mò mà kéo lại: nè, em hỏi nhiều như vậy để làm gì chứ? Cho con nói có một chút riêng tư có được không? Diêu Nhật Hiền đen chung môi: hết nè, em cũng là quan tâm bọn nó thôi mà. Kỳ An Tô sờ sờ đầu của Diêu Nhật Hiền để có thể trước em một chút, rồi hỏi con vào trong cái vấn đề chính: Nhạc à, con đã suy nghĩ cho kỹ chưa? Cùng với Gia Duyệt kết hôn, đây không phải là cái chuyện có thể đùa đâu. Kết hôn chính là cái chuyện cả đời đó. Con có xác định rằng là con muốn bên cạnh của Gia Duyệt cả đời chưa? Cái vết đỏ ẩn ở trên mặt của Kỳ Nhạc Chi nó vẫn chưa tan, nhưng mà vẫn là dùng cái sức gật gật đầu: dạ, tuy rằng là con không có hiểu chuyện cho lắm đâu, như là cái chuyện tình cảm đó, nhưng mà cha, trước kia cha cũng đã từng nói qua đó, có quá nhiều sự lựa chọn cũng lại không phải là cái chuyện tốt đâu. Con hiện tại lại rất là thích Tiêu Duyệt, có lẽ là tương lai sẽ gặp được người tốt hơn cậu ấy nhiều, có lẽ sau đó nữa lại còn càng nhiều đối tượng tốt hơn, nhưng mà con lại không có muốn cứ dĩnh như đi tìm đâu. Nếu con thích cậu ấy, sống quyết định một chút, đời này con chỉ cần thích một mình cậu ấy thì đã tốt rồi. Những người khác cho dù là có tốt hay là không cũng là không có liên quan đến con nữa. Cho dù là tạm thời chúng con có không hợp, nhưng mà chúng con đều còn nhỏ, hai người đều có thể cùng nhau điều chỉnh lại lẫn với thích ứng. Cho nên con nghĩ rằng hai chúng con bên nhau cả đời hẳn là không có vấn đề
gì lớn đâu. Kỳ An Tô nghe được cái sự âm thầm thở dài trong lòng. Người nói cái đứa nhỏ này ngốc hay sao chứ? Nó vẫn là suy nghĩ cặn kẽ đó chứ. Người nói nó thông minh sao? Nó là thành thành thực thực, giống như Tiểu Hiên. Chỉ cần là nhận định cái gì thì sẽ không bao giờ thay đổi nữa. Dương Nhật Hiên rất là tán đồng với cái cách nói của con mình. Nếu là nói như vậy, chỉ cần là Hà Gia cha mẹ cũng không phản đối, bà sẽ tán thành thôi. Người cả đời hảo hảo đàm một lần luyến ái thì có năng lực đủ đôi qua, chính là cái chuyện thường hạnh phúc. An Tu à, anh nói có phải không chứ? Khi An Tu lại nghĩ nè, nếu không thì hai đứa đến hôm trước đi. Kỳ Nhạc Chi lắc đầu, nè, chúng con đều tròn 16 tuổi rồi đó, chỉ cần có người lớn chấp nhận thôi là có thể kết hôn. Nếu chỉ là đến hôn thôi vẫn là có thể thay đổi, con lại không thích như vậy đâu. Vì cái gì lại không trực tiếp mà kết hôn chứ? Đối với mọi người đều có sự ràng buộc đó. Ánh mắt của cậu lại trở nên ảm đạm. Tình huống hiện tại của Duyệt quả thật là không tốt đó. Nếu không có người đem cậu ấy kéo ra khỏi cái bóng ma tầm tối này thì đời này cậu ấy sẽ không bao giờ vui vẻ nữa đâu. Nếu như kết hôn rồi thì có thể quang minh chính đại mà chiếu cố cho cậu ấy. Cậu ấy gặp chuyện không may, con là cũng có trách nhiệm. Nếu mà Tiêu Diệt là không vui, con cũng sẽ không vui. Bà, chà, hai người để cho con kết hôn đi mà. Dương Nhật Hiền vì cái sự hiền lành thiện lương của đứa con mình mà cảm động đến không thôi. Kỳ An Tô trầm ngâm trong một chốc lát. Vậy thì được rồi, con đi về phòng đi. Cha và chú Hà sẽ hẹn gặp nhau trước, chọn một lúc thích hợp thì cả nhà của chúng ta cùng nhau đi bái phỏng, hỏi thăm ý của nhà họ. Kỳ Nhạc Chi gật đầu trở về phòng, lại lo lắng mà bổ sung thêm một câu. Phải nhanh ngá. Biết rồi mà, còn mới tí tuổi đầu thôi đã lo kết hôn rồi. Kỳ An Tô cười chế nhau một câu. Kỳ Nhạc Chi ngượng quá mà chạy mất đi. Dương Nhật Hiền ở trong khoảng thời gian ngắn lại còn có một chút không tiếp thu được. Trời ạ, Nhạc Nhạc lại muốn kết hôn hay sao chứ? Vậy An An cùng với Giảng Phúc thì sao đây chứ? Kỳ An Tô vui vẻ. Nè, cái chuyện duyên phận thì đâu có tính lớn nhỏ chứ. Nếu mà Nhạc Nhạc thật sự hữu duyên đối với Gia Duyệt rồi, sớm kết hôn một chút cũng là tốt mà. Chúng ta coi như là cũng mới được một mối lo. Dương Nhật Hiền gật đầu. Nè, vậy là chúng ta cần phải chuẩn bị mà đến nhà của Hà Gia cầu hôn đi. Nè, mà con phải làm cái gì chứ? Con cần là bà cùng đi không? Nè, em là phải lập tức đi nói với bà đó. Kỳ An Tô ôm lấy cậu rồi cười ha ha. Nè, ngày mai em hãy nói cái tin xấu này với bà đi, miễn là cho ông ấy kích động cả đêm này không ngủ được á. Nói đi cũng là phải nói lại. Lại còn không biết là Hà Gia có đáp ứng hay là không đây. Hai người chúng ta cứ đi trước đi. Nếu mà thành thì mới chính thức cầu hôn. Nếu như không đồng ý thì mặt mũi của bà để đâu chứ? Diêu Nhật Hiền ngẫm lại cũng lại cảm thấy đúng, mỉm cười hạnh phúc. Nè, bất quá cứ nghĩ đến Nhạc Nhạc là sắp kết hôn, em thật là kích động nha. Nè, ghê gì chúc mừng, chúng ta làm một chút chuyện lên quan trọng đi. Kỳ An Tô ôm lấy cậu lăn vào trong chăn. Nói thật thì hắn ta cũng có một chút lo lắng vì cái gì đã lén lút đem thuốc tránh thai đổi được mấy tháng rồi, Dương Nhật Hiền vẫn là không có mang thai chứ. Chẳng lẽ thực sự là tuổi đã lớn hay sao? Năng lực thụ thai suy giảm hay sao chứ? Heo kia nghĩ, hắn ta lại còn phải tiếp tục cố gắng à. Ngày hôm sau, khi mà Kỳ An Tu gọi điện thoại cho Hàm Ba, ngỏ ý là muốn gặp mặt, Hàm Ba ấp à ấp úng mà nói, vừa lúc chúng tôi của lúc cũng là muốn mời các vị đến một chuyến đó. Có chuyện muốn nhờ đến các vị. Ngà, Kỳ An Tô có một chút khó hiểu. Buổi chiều xử lý xong công việc, về nhà đón Dương Nhật Hiên, sau đó đến Hà Gia. Mời hai người vào trong thư phòng, khóa cửa lại. Hà Gia hai vợ chồng liếc nhau, trên mặt
đều là vô cùng xấu hổ. Vẫn là Hà Bà Bà mở miệng trước. Chúng tôi biết cái loại yêu cầu này nó thực sự là có một chút ép buộc đó. Nhưng mà việc chuyện như bây giờ căn bản là không thể nào sống cuộc sống như người bình thường nữa rồi. Hà Mụ Mụ nói đến đây lại liền rơi nước mắt. Chúng tôi thực sự là cũng không có biện pháp gì cả. Bác sĩ tâm lý nói có lẽ cái biện pháp này có thể thử một lần đó. Khi An Tô ẩn có vài phần hiểu rõ. Nè, ý của hai người là Hà Ba Ba vốn là người đọc sách, nói thẳng không được, đành phải hỏi thử giờ. Nè, Nhạc Chi thử lời thích gia duyệt đi. Kỳ An Tu không có đành lòng để cho hai vợ chồng họ nói ra những cái lời gian nan đến như thế, dùng cách nói có cái vẻ ôn hòa lại. Nè, các vị ý là muốn cho Nhạc Chi cùng với gia duyệt ở chung sao? Hà gia cha mẹ mắt đều đỏ, lại gật đầu. Thật sự là không có biện pháp đâu. Tình trạng của đứa bé này càng ngày lại càng nghiêm trọng đó. Chúng tôi cũng không biết sao nữa. Cả ngày không ngừng tắm rửa, ăn cũng lại không vô, uống cũng lại không được đó. Ngày đến chỉ còn có da mọc xương thôi. Buổi tối chúng tôi nằm cạnh ở bên đó, nó vẫn không ngủ yên giấc. Dù sao nó cũng đã lớn như thế rồi, đối với tôi và mẹ của nó vẫn là có khoảng cách nhất định đó. Kỳ An Tô nói thẳng. Vừa lúc hôm nay chúng tôi đến đây là cũng có cái chuyện muốn gọi hai vị đó. Nhạc của chúng tôi ngày hôm qua nói với chúng tôi rằng nó muốn kết hôn với nhà duyệt, hy vọng là các vị sẽ đồng ý. Lúc này đến phiên cha mẹ của Hà Gia kinh ngạc. Kết hôn sao? Đúng là kết hôn. Dương Nhật Hiền thành thật thật mà đáp. Lại nói tiếp, chúng tôi cũng là người làm cha mẹ, đương nhiên chính là biết các vị vừa rồi nói như vậy là có bao nhiêu khó khăn. Nếu không còn cách nào, sao có cha mẹ nào lại nguyện ý để cho con của mình chung sống trước hôn nhân với kẻ khác chứ? Hà Gia cha mẹ rất là cảm động mà nhìn Dương Nhật Hiền. Nhưng mà nếu muốn chịu trách nhiệm đối với cái đứa nhỏ này, không bằng để cho chúng nó kết hôn đi. Dương Nhật Hiền vô cùng thành khẩn. Suy bụng ta ra bụng người. Hạnh Chi, nhà của chúng tôi đây cũng giống như gia duyệt vậy đó. Nếu hôm nay đặt mình vào trong cái hoàn cảnh của hai người, nếu như chúng tôi ở vào cái vị trí của hai người, thì tôi đây cũng sẽ cảm thấy kết hôn mới là cái cách tốt nhất cho gia duyệt. Hà gia cha mẹ dùng sức để gật đầu. Hà Mụ Mụ lau đi nước mắt, run rẩy nói. Kỳ thực thì chúng tôi có nghĩ tới rồi. Nhưng mà như vậy đối với Nhạc Chi, nhà các vị thì rất là bất công đó. Dù sao thì cậu bé nó còn nhỏ như thế, đã phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc cho gia duyệt rồi, thật sự là quá khó khăn cho cậu ấy. Kỳ An Tô mỉm cười. Biết Nhạc Nhạc của nhà chúng tôi, nó nói gì không chứ? Hắn ta đem hết thảy những cái gì mà Kỳ Nhạc Chi nói tối hôm qua thuộc lại một lần. Bọn nhỏ có khi là còn suy nghĩ kỹ cả hơn cả người lớn chúng ta đó. Cho nên hôm nay chúng tôi đến đây là thực chân thành thỉnh cầu các vị đồng ý hôn sự này. Nếu các vị là không phản đối, chúng tôi sẽ cho ngày lành tháng tốt chính thức tới cửa cầu hôn. Dương Nhật Hiền lại nghĩ đến cái chuyện khác. Tình trạng của gia duyệt hiện tại chính là không phải thực ổn định sao? Có lẽ chính là không thích hợp để làm rình rang đâu. Nhưng mà những gì đã làm thì chúng ta đều sẽ làm, chủ yếu là trước cho bằng nhỏ một cái danh phận đi, để cho Nhạc Nhạc nó có thể danh chính ngôn thuận giúp cho các vị cùng nhau chăm sóc cho gia duyệt. Hôm lễ chính thức thì có thể chờ cho bọn chúng lớn lên thêm một chút, tốt nghiệp trung học xong hẳn hãy cử hành đi. Các vị chỉ có một nhìn gia duyệt thôi, sau khi kết hôn là cũng có thể để cho Nhạc Nhạc ở lại đây
cái căn nhà này. Cuối tuần thì trở về nhà của chúng tôi là được rồi. Hai người à, hai người nghĩ sao chứ? Hà gia cha mẹ liếc nhau. Hai người à, đã suy nghĩ chu đáo như thế rồi, chúng tôi thật là không biết làm sao mới có thể cảm ơn hai người được đây. Kỳ An Tô lên cười ha ha. Nè, nói cái gì mà cảm tạ, với lại không cảm tạ chứ. Sau này chính là người một nhà rồi, hiện tại quan trọng hơn chính là làm cho gia dược khôi phục lại. Thằng nhóc nhà của tôi, nó nói rằng nếu mà hai người đồng ý, nó lại muốn mang gia dược đi ra ngoài chơi đó. Chẳng phải là đang trong cái kỳ nghỉ đâu hay sao? Để cho gia dược ngồi buồn chán nhờ cũng không tốt đâu, chỉ bằng để cho bọn nhỏ ra ngoài để có thể vào chơi. Nhưng mà chỉ có hai đứa nhỏ có được không chứ? Dư Nhật Hiên lại cười cười. Vì cái chuyện này, hai vị cứ yên tâm đi. Nhà của chúng tôi trừ bỏ Hành Chi, hai cái thằng nhóc nhỏ kia thì nhỏ đã vào Nam ra Bắc rồi, giống như là cơm bữa vậy đó. Nhạc Nhạc làm xong việc rất là ổn trọng, lại mang theo gia duyệt, nó sẽ rất cẩn thận mà. Hà Mụ Mụ lại còn có một chút do dự, nhưng Hà Ba Ba lại gật đầu đồng ý. Tôi tên Tử Nhạc Chi mà, chúng tôi không nói nhiều nữa. Gặp chuyện không may ngày đó, nếu mà không có cậu bé đó tỉnh táo, nhanh chóng báo tin, lại một đường truy tìm, thì gia duyệt đúng là bị hai cái tên súc sinh kia phá quỷ rồi. Hey, đi ra ngoài một chút thì cũng tốt mà. Nói không chừng duyệt duyệt là có thể cởi mở hơn. Bốn vị người lớn thỏa thuận xong, rồi lại bắt tay vào để có thể chuẩn bị cho hôn lễ. Mà người quan trọng nhất ở trong cái chuyện này, Hà Gia Duyệt sau khi nghe được cái tin tức này, cuối cùng có một cái tia trung động, nhốt mình ở trong phòng suy nghĩ cả một hồi lâu, lại gửi cho Kỳ Nhạc Chi một bức mail. Tôi không cần thứ hại đâu. Kỳ Nhạc Chi phản hồi lại. Giữa cái tấm thiệp quà hồng là ba chữ to: anh thích em. Mi điên à? Những cái lời này cuối cùng cũng có một chút phong cách của cún con rồi. Kỳ Nhạc Chi ở đầu của bên này cười đến hiếp cả mắt, lại gửi đi một cái tấm hình. Đây chính là những kết hôn anh đã chọn đó, có đẹp không chứ? Cha nói là muốn chọn cho anh một cặp bự hơn, nhưng mà anh lại không có thích đâu. Cũng là biết em sẽ không thích, liền chọn cái đôi này. Bên trong đã khắc tên của chúng ta nha. Hai cái chiếc nhẫn bạch kim nho nhỏ lồng vào nhau, tựa như hai tiểu linh tinh, nghẹn thẹn thùng, phát ra cái ánh sáng nhẹ nhàng, ôm nhu mà cũng đầy ấm áp kiên định, xuyên qua đôi mắt đen của cậu mà tiến vào trong lòng. Hà Gia Duyệt ngơ ngác nhìn hai cái chiếc nhẫn cả một hồi lâu, chậm rãi, đôi mắt kia đã ương ướt. Nếu không phản đối thì chính là chấp nhận. Hà Kỳ, hai nhà lại không hỏi ý kiến của Hà Gia Duyệt nữa, mà là bắt đầu đi chuẩn bị thủ tục kết hôn. Nói là làm đơn giản thôi, nhưng mà những cái thứ cần phải là chuẩn bị thật là đúng, chứ là không ít mà. Trang quay nhà cửa, ngay cử hành hôn lễ đều là người lớn hai nhà thỏa thuận chọn ra, nhưng mà cái cách cử hành hôn lễ là do Kỳ Nhạc Chi quyết định. Vẫn là giáo đường mà năm xưa cha và ba ba kết hôn, vẫn là một chiếc xe ngựa đón một chú rể khác đến, không mời khách khứa, chỉ có thành viên của hai gia đình thôi, nhưng mà nhất định là phải có đàn dương cầm cùng với cái dàn hợp xướng. Kỳ Nhạc Chi lại cảm thấy chỉ có cái loại không khí này mới đủ thần thánh. Lễ phục chính là do Kỳ Hành Chi chọn, cậu chẳng biết làm gì cả. Chọn y phục chính là cái việc duy nhất mà cậu giỏi. Không chỉ có quần áo, ngay cả giày da, nước hoa, khăn tay, nơ đều đầy đủ hết cả. Hà Gia Duyệt không chịu đi đo quần áo, Kỳ Hành Chi chính là trực tiếp nhìn qua, liền đọc ra một cái bộ số đo. Y phục làm ra cư nhiên là phi thường vừa người. Đang lúc mà Diêu Nhật Hiền bắt đầu cân nhắc có nên để cho đứa tròn này theo nghề may hay là không, thì Kỳ An Tô đã gạt tay. Đứa con này phỏng chỉ là trừ bỏ cái miệng ra, nó chỉ sợ là nghe cả một ngón tay cũng lười động đó. Đương nhiên, Kỳ Hành Chi cũng là tranh thủ kiếm thêm một chút đền bỏ túi, đồng thời cũng là lén lút mua không ít đồ mới. Dù sao thì bà rất ngốc,
ông với cha thì mở một cái con mắt, nhắm một con mắt, bao che cho cậu. Chính là cậu cũng rất là oán hận đi. Nè, cái thằng nhóc này sao lại có thể chạy trước chúng ta chứ? Khi An Tô xoa xoa đầu của cái đứa con thứ hai. Nè, ngoan đi. Đến khi nào con kết hôn, cha sẽ cho con đi Paris mua lễ phụ kết hôn. Vậy là còn được đó. Khi hành chi kỳ thực rất là dễ dàng mà thỏa mãn. Khi An Chi thì bộn bề nhiều công việc, nhưng mà trong điện thoại có hứa nhất định là sẽ trở về đúng ngày cưới. Tiệc kết hôn đương nhiên chính là do Trần Võ phụ trách. Thủ tục pháp lý thì đương nhiên đã có Kỳ An Na lo lắng chu toàn. Khi mà heo cô biết cái tin này, kích động đến mức nước mắt đầm đìa. Trời ạ, thật sự là không thể nào tin được mà. Tiểu Bất Điểm Nhi cư nhiên lại muốn kết hôn sao? Nói ra ai mà tin chứ. Ngay cả heo ông ngậm lại cũng lại cảm thấy thực là bất khả tư nghị. Bất qua đây là cái chuyện tốt nha. Cháu trai đã kết hôn, vậy thì ông đây không phải là sắp được ôm cháu chắc à? Heo ông đắc ký mà cười giào giạt. Cả ngày cứ vui tươi hớn hở, lão Đường kia lại thua ông ta một phán. Mình đã có ba cái thằng cháu rồi, lão ta chỉ mới có một đứa thôi. Cháu của mình đã kết hôn, cái thằng nhóc đường mộ tần nhà của lão ta vẫn là một chút động tĩnh cũng là không có. Kỳ thực thì người ta cũng không có phải là một chút động tĩnh cũng không có. Chỉ là động tĩnh kia, nếu như nói ra, chỉ sợ là heo ông, cho dù là có muốn, cũng cười không nổi. Dưới cái sự chuẩn bị chu đáo của mọi người, hôn lễ của hai bạn nhỏ cuối cùng cũng đã nhanh chóng mà long trọng được cử hành. Tiếng chuông thanh tuy từ chiếc xe ngựa đã đến dưới lầu của Hà Gia. Hà Gia Duyệt lại ngồi run rẩy ở trong phòng. Lê phục sớm mặc, nhưng mà cậu lại không có dũng khí đẩy cửa bước ra. Ngoài chiếc xe ngựa tiến đến gần đón cậu, lại còn có một phong thư được luồn vào qua cái cửa. Trên cái tấm thiệp màu hồng phấn viết một hàng chữ: anh muốn yêu em, ở bên em cho đến thiên trừ địa cưỡng. Phía dưới là hai khuôn mặt tươi cười đáng yêu. Hà Gia Duy xem đi xem lại cái tấm thiệp nho nhỏ đó, rồi cuối cùng lặng lẽ siết chặt nắm tay đẩy cửa ra. Ánh dương quang ấm áp sáng người tràn vào nhà, phủ bộ lễ phục màu ngân bạch ở trên người của cậu, tựa như ánh trăng cao quý mà lại tao nhã. Ngoài cửa, Hà Ba Ba và Hà Mụ Mụ nhìn đứa con cuối cùng cũng đã khôi phục lại một chút thần thái, nước mắt liền rơi xuống, tiến lên gắt gao ôm lấy Hà Gia Duyệt. Hà Mụ Mụ nói: Duyệt Duyệt à, con thật là đẹp đó. Hà Ba Ba lại nói: con à, con vĩnh viễn là cựu ngầu lớn nhất của cha. Hà Gia Duyệt nắm lấy góc áo của cha mẹ, mắt đỏ hoe. Hà Ba Ba mỉm cười. Đi nhanh đi, bọn họ còn đang chờ ở trong giáo đường đó. Lúc đứng ở bên ngoài tòa giáo đường thần thánh, tâm trạng của Hà Gia Duyệt cứ giống hệt như là Dương Nhật Hiên của năm đó, cũng như bất kỳ người nào trước đó đều là sợ hãi lẫn với bất an. Hà Ba Ba vỗ tay con của mình, dùng cái giọng nói trầm ổn để có thể trấn an: không phải cả cuộc đời đều là hạnh phúc đâu. Bởi vì trên cái con đường đời sẽ có rất nhiều chông gai lẫn với cám dỗ. Nhưng nếu như trên cái con đường này có người thật lòng thật dạ chấp nhận đi cùng với con, vậy thì con là phải biết quý trọng, cũng như dũng cảm bước đi tiếp. Chỉ cần trong lòng của con có tình yêu, cha mẹ tin rằng các con nhất định sẽ cùng với nhau đi đến bến bờ hạnh phúc. Chúc con hạnh phúc, con trai yêu quý của cha. Hà Gia Duyệt khẽ gật đầu. Cánh cửa gỗ cổ kính lại một lần nữa mở ra. Bên trong nghênh đón bọn họ là những cái khuôn mặt tươi cười chân thành nhất, cùng với những cái ánh mắt ấm áp. Mà ở dưới bệ thờ có một người đang chờ đợi, là một nhân vật chính khác của ngày hôm nay, người bạn đời của cậu. Người đó đang cười đến sáng lạng, đẹp đến nỗi ngay cả ánh dương quang sáng ngời cũng đã trở nên ảm đạm thất sắc. Hà Gia Duyệt
vô thức bị cái nụ cười kia hấp dẫn, từng bước một mà đi đến phía trước. Bởi vì nơi đó có ánh sáng, nơi đó có hơi ấm, nơi đó có hy vọng, khiến cho người ta nguyện ý chìm đắm vào. Cậu nói đến không nên lời, nhưng mà khi cha xứ hỏi cậu có đồng ý hay là không, lại thận trọng mà gật gật đầu. Khi Nhạc Chi ở trên mặt của cậu hôn một cái, cười to, quay về phía sau lưng tung cái bó hoa cưới lên, cũng là không để ý xem là ai bắt được, liền kéo cô ta chạy về hướng sau của giao đường. Hà Gia Duyệt không biết là cậu ta muốn làm cái gì, lại bị cảm xúc mãnh liệt của cậu cuốn hút đi. Lần đầu tiên lộ ra một cái nụ cười mỉm thật là nhẹ nhàng. Mau thay quần áo đi. Kỳ Nhạc Chi dẫn Hà Gia Duyệt vào trong phòng thay quần áo, nhanh chóng ném ra hai cái chiếc túi du lịch thật là to. Nè, chúng ta lại còn phải đi máy bay đó, quần áo thay ra cứ bỏ vào đây đi, mọi người sẽ dọn sau. Nhanh chóng Kỳ Nhạc Chi đã thay một bộ đồ thể thao giày leo núi mà y phục chuẩn bị cho Hà Gia Duyệt cũng đã được đặt ngay ở bên cạnh, là đồ tình nhân giống nhau như đúc. Đi đâu chứ? Hà Gia Duyệt dùng cái ánh mắt để mà hỏi. Chơi. Kỳ Nhạc Chi lợi ích mà ý nhiều, nhìn cái bộ lễ phục rườm rà ở trên người của Hà Gia Duyệt. Cần giúp không chứ? Hà Gia Duyệt quả quyết mà lắc đầu. Cậu là vẫn không thể nào chấp nhận được khi mà người khác đụng chạm vào trong thân thể của mình, tự mình thay đồ. Start to đi ra, cả một đại gia đình đều đứng ở bên ngoài để chờ đợi. Hà Ba Ba và Hà Mụ Mụ mỉm cười mà dặn dò con của mình. Quà thật vui vẻ nghe chưa? Ở bên ngoài là phải chú ý đến an toàn đó. Tôi còn nhớ là phải chiếu cố lẫn nhau, mỗi ngày đều là phải gọi điện thoại về nhà đó, có biết không? Hà Gia Duyệt gật đầu thật là mạnh. Kỳ Gia cũng dặn dò vài câu đơn giản. Chính khi An Tô lại kéo đứa em qua một bên. Nhóc con à, nếu mà chú mày sản xuất ra được da cục cưng đó thì anh mày sẽ có thưởng. À, Kỳ Nhạc Chi đo bừng mặt mũi. Em sẽ không để cho Tiểu Duyệt sinh ra cục cưng sớm đâu, tụi em còn nhỏ mà. Vậy thì sau này sẽ sinh chứ? Kỳ Nhạc Chi khẳng định mà gật gật đầu. Kỳ An Chi dỗ dân của cậu. Nhớ sinh nhiều nhiều nghe chưa? Anh cả thật là quá đáng ghét mà. Kỳ Nhạc Chi đỏ mặt, kéo tay của Hà Gia Duyệt nhanh chóng mà chạy trối chết. Bên ngoài giáo đường, xe đã chuẩn bị sẵn cho bọn họ. Thẳng đến khi mà lên trên máy bay rồi, Kỳ Nhạc Chi mới cười cười mà nói. Nè, anh cả của anh là có mang người kia đến đây đó. Chính là Mộ Thần. Anh vừa tự nhắc với em đó. Anh ấy cũng rất là tuấn tú ha. Nghe nói là trước đây là cái lần đầu tiên anh cả nhìn thấy anh ấy, lên con tưởng ra anh ấy là một cô bé cơ đó. Bất quá hiện tại là rất là lạnh lùng. Thực không nghĩ tới hôm nay anh cả lại có thể dẫn anh ấy đến đây. Điều đó cho thấy tức là tình cảm của họ giờ là còn tốt lắm. Hà Gia Duyệt gật gật đầu. Nhưng mà chúng ta phải đi đâu chứ? Kỳ Nhạc Chi nắm hai tay của Hà Gia Duyệt cười bí hiểm. Nè, anh sẽ mang em đến một cái nơi có núi, có tuyết, có quà, có biển. Trên đời này có cái nơi nào như vậy hay sao chứ? Hà Gia Duyệt không biết, lại càng thêm tò mò. Khi máy bay hạ cánh thì đã là buổi tối rồi. Đến khách sạn đã đặt trước, Hà Gia Duyệt phi thường cẩn trương. Trong phòng rõ ràng là rất ấm áp à, nhưng mà khi cậu nhìn thấy cái chiếc giường lớn duy nhất ở trong phòng, lại hơi hơi mà run rẩy. Khi Nhạc Chi tẩy sơ qua rồi từ trong phòng tắm đi ra, nhìn cái vẻ mặt của cậu, cái gì cũng không nói, chỉ từ phía sau nhẹ nhàng mà ôm lấy Hà Gia Duyệt. Kỳ Nhạc Chi dịu dàng ôm lấy Hà Gia Duyệt, hơi ấm cùng với cái mùi hương độc đáo đầy nam tính đã bao trùm lấy người trong lòng. Hà Gia Duyệt càng run rẩy mạnh hơn, rõ ràng người này sẽ không có thương tổn mình, nhưng mà bản thân vẫn không thể nào khắc chế được cái nỗi sợ hãi nam giới. Không đến 10 giây, cậu liền hét lên, cả người nằm ở trên mặt đất cuộn thành một đoàn. Tiểu Duyệt à, em đừng sợ mà. Kỳ Nhạc Chi theo cậu cùng nhau quỳ ở trên mặt đất, thật là kiên nhẫn mà trấn an cho Hà Gia Duyệt. Anh sẽ không tổn thương em đâu, đừng sợ mà. Thả lỏng ra đi, em nhìn nè, là anh đấy. Hà Gia Duyệt cả nửa ngày mới ngẩng đầu lên nhìn Kỳ Nhạc Chi. Cậu ta cố gắng
để có thể áp chế cái nỗi sợ hãi của bản thân mình. Nhìn vào cái ánh mắt yếu ớt đầy sợ hãi tựa như con thú nhỏ bị đe dọa, Kỳ Nhạc chỉ lại cảm thấy đau lòng không thôi, nhẹ nhàng mà vuốt lưng cho Hà Gia Duyệt. Đừng lo lắng mà, anh hứa với em, chúng ta là chỉ cùng ngủ nhau ở trên giường thôi, anh sẽ không làm gì cả đâu. Bởi vì mỗi tối em luôn gặp ác mộng, cho nên anh chỉ muốn chăm sóc em thôi. Nếu như em cảm thấy khó chịu, anh sẽ gọi phục vụ đổi sang phòng có hai giường, có được không chứ? Hà Gia Duyệt liên kích liệt thở dốc một lúc, nhìn vào ánh mắt trong veo của Kỳ Nhạc Chi, từ từ bình ổn lại hô hấp. Cuối cùng vịnh tay của Kỳ Nhạc Chi đứng dậy, bất an run rẩy nằm ở trên giường. Kỳ Nhạc Chi dịu dàng đắp chăn cho Hà Gia Duyệt, cúi xuống rồi mỉm cười hỏi, nè, anh có thể hôn em không chứ? Chỉ là hôn nhẹ để chút ngủ ngon thôi. Hà Gia Duyệt nắm chặt chăn mà nhìn Kỳ Nhạc Chi, không đồng ý cũng là không có cự tuyệt. Kỳ Nhạc Chi nghịch ngợm nở ra một nụ cười, nếu em không phản đối thì hôn nha. Kỳ Nhạc Chi từ từ mà cúi xuống rồi hôn nhẹ lên trên trán của Hà Gia Duyệt. Ngủ ngon. Rồi mới tháo mắt kính xuống, nằm xuống, tắt đèn. Trong bóng tối, Kỳ Nhạc Chi thực sự là chỉ nắm tay của Hà Gia Duyệt cùng với cậu ngủ. Bàn tay to lớn ấm áp mang đến cái cảm giác vô cùng an tâm cho người khác. Một lúc sau, cảm thấy Kỳ Nhạc Chi đã ngủ say rồi, Hà Gia Duyệt mới chậm rãi mà trầm tĩnh trở lại, dần dần mới tiến nhập vào trong mộng đẹp. Nghe thấy cái tiếng hô hấp đều đặn của Hà Gia Duyệt, Kỳ Nhạc Chi đột nhiên lại mở mắt ra, ánh mắt lóe lên cái ý cười giảo hoạt. Bất động thanh sắc mà tới gần, vươn cánh tay ôm cậu ta đem vào trong lòng ngực. Trước khi đi, cha đã tìm không ít sách tâm lý cho Kỳ Nhạc Chi xem, muốn tiêu trừ đi cái bóng ma tâm lý ở trong lòng của Hà Gia Duyệt. Bước quan trọng nhất chính là từ từ tiếp xúc thân thể thân mật với người khác. Quả nhiên, cảm giác được độ ấm ở trên người của Kỳ Nhạc Chi, Hà Gia Duyệt theo bản năng rút sâu vào trong lòng của cậu. Đến hừng đông, cả người của Hà Gia Duyệt đã hoàn toàn quấn chặt lấy Kỳ Nhạc Chi. Kỳ Nhạc Chi đã sớm tỉnh rồi, nhưng mà không hề động đậy. Đến khi mà Hà Gia Duyệt tỉnh dậy, mở to mắt kinh ngạc mà nhìn Kỳ Nhạc Chi. Ngờ, cái dáng vẻ mơ hồ của quân còn đáng yêu cực kỳ. Kỳ Nhạc Chi nở ra một nụ cười. Sớm ăn, buổi tối em ngủ có ngon không chứ? Hà Gia Duyệt thấy cái dáng vẻ hiện tại của mình, đỏ mặt lên, ngượng ngùng rời khỏi ngực của Kỳ Nhạc Chi. Bất quá tối hôm qua cậu quả thật là ngủ rất ngon. Từ khi gặp cái chuyện không may cho tới tận ngày nay, chỉ có bữa tối hôm qua mới được ngủ ngon nhất. Hai người thực sự là ấm áp hơn ở một mình nhiều lắm. Ngay cả cái cơn ác mộng ám anh cậu hàng đêm cũng là không có đến quấy rầy nữa. Kỳ Nhạc Chi yêu thương xoa xoa đầu của Hà Gia Duyệt. Nếu vậy rồi thì đứng lên đi, anh sẽ mang em ra ngoài đi chơi. Bị người khác đối xử như vậy, Hà Gia Duyệt cảm thấy có một chút không được tự nhiên. Sao cậu lại cứ có cảm giác cái kiểu là Kỳ Nhạc Chi xoa đầu của cậu cứ y như là đang xoa đầu chó con nhà của hắn ta vậy chứ? Thu dọn đồ đạc một chút, hầu hết đều để lại khách sạn, chỉ mang theo vài cái món đồ quan trọng với ít quần áo. Kỳ Nhạc Chi cao hứng mà kéo Hà Gia Duyệt ra ngoài, lại ngồi xe một lúc rất lâu mới đến chân núi. Ngẩng đầu nhìn lên, ở trong nháy mắt Hà Gia Duyệt sợ đến ngây người. Ngọn núi ở trước mặt vô cùng to lớn, vô cùng hùng vĩ, cao chọc trời. Đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng, dưới chân núi lại nở đầy hoa cỏ đủ màu sắc. Những cơn gió núi mát lạnh thổi qua giống như có thể gột rửa hết thảy ưu phiền ở trong cuộc sống. Kỳ Nhạc Chi hít một hơi thật sâu. Nè, có phải cảm giác mình rất nhỏ bé không chứ? Trước đây, lần đầu tiên ba và cha của anh mang đến nơi đây chính là cái loại cảm giác này đó. Cảm thấy cả thế giới này nó ghê gớm thật, mà mình thực sự rất là bé nhỏ, không đáng kể. Mặc kệ là mình có bao nhiêu phiền não, ở trước cái ngọn núi hùng vĩ này thì chẳng có đáng để mà nhắc tới. Mở túi lấy ra cái bộ trang phục leo núi thật dày đưa cho Hà Gia Duyệt,
sau đó quàng thêm cái chiếc khăn quàng cổ da dê. Chúng ta sẽ leo núi, ngắm biển. Bất quá nếu như em đi không nổi, thì anh cũng là có thể, không thể cõng em à. Nơi này, nó rất là cao đó, sẽ mà chết người. Anh trước đây chính là nhờ Gia Chắc lên, em dám đi không? Bị khiêu khích như vậy, Hà Gia Duyệt lên trừng mắt, mà nhìn Kỳ Nhạc Chi, liếc mắt một cái, đi tới ở phía trước. Kỳ Nhạc Chi tươi cười rạng rỡ, vác ba lô mà đi theo phía sau. Nè, vậy anh dắt em đi lên có được không chứ? Hà Gia Duyệt nghĩ bụng, nếu như ráp cho cái tên này thêm một cái đuôi cuốn nữa thì chắc rằng nó sẽ vậy còn nhiệt tình hơn cả cái con chó vàng của nhà hắn ta. Nhưng mà tay vẫn là nắm chặt lấy tay của đối phương, với lại hơn nữa cả một đường đều không hề buông ra. Ngay từ đầu Hà Gia Duyệt đã kéo tay của Kỳ Nhạc Chi, trên đường lại từ từ thành sóng vai cùng nhau đi, mà càng về sau lại đổi thành Kỳ Nhạc Chi kéo cô lên. Khi mà ánh hoàng hôn chiếu đỏ nơi chân trời, Kỳ Nhạc Chi đầu đầy mồ hôi kéo cuốn con leo lên trên sườn núi. Hà Gia Duyệt lại còn muốn cậy mạnh, nhưng mà cậu không có thể nào đi nổi nữa rồi, xương cốt toàn thân trả trời. Tuy vậy, Kỳ Nhạc Chi vẫn là không hề có cái ý tứ muốn dừng lại để nghỉ ngơi. Dọc theo đường đi, Trừ Bỏ không ngừng ăn thịt bò cùng với sô-cô-la để có thể bổ sung thể lực, căn bản chính là không được dừng lại. Hà Gia Duyệt leo đến gần cái đỉnh núi rồi, cũng biết nếu như quay ngược trở lại thì sẽ không cam lòng. Cái ngọn núi này quả thực là quá cao, nếu mà không có Kỳ Nhạc Chi kéo cậu theo thì chắc là cậu sẽ không bao giờ leo lên nổi. Tới rồi. Kỳ Nhạc Chi thở hổn hển đỡ lấy Hà Gia Duyệt leo lên trên vách đá cuối cùng. Gọi cậu cái chơi này là tới biển rồi. Làm sao lại có biển ở trên một ngọn núi tuyết lớn như thế này được chứ? Hà Gia Duyệt không tin, lại vẫn đi theo Kỳ Nhạc Chi rồi tiếp tục đi lên. Đi thêm một đoạn nữa, cuối cùng trước khi mà mặt trời xuống núi, họ đã đi đến bờ biển. Giống như là một giấc mơ vậy, trước mắt mở ra một cái nơi thần tiên bí cảnh. Không ngờ ngay trên cao nguyên này cứ như thực sự là che giấu một hồ nước khổng lồ. Nó lớn đến nỗi là không nhìn thấy cái bờ bên kia. Hồ nước màu lam u tịnh, giống như một viên ngọc bích trân quý nhất thế gian, đẹp đến kinh tâm động phách, đẹp đến mức là khiến cho người ta quên hết tất cả. Hà Gia Diệt hoàn toàn ngây ngốc. Thiên nhiên dùng cái cách riêng của nó để có thể chứng minh chúa tể của tinh cầu này chưa bao giờ là nhân loại, mà là chính bản thân của nó. Hồ nước u lam giống như là bảo tàng thánh khiết. Kỳ Nhạc Chi thực lực cẩn thận, kéo Hà Gia Duyệt đến gần, cảm nhận được thân thể của cậu run run, đã có một chút mơ hồ. Kỳ Nhạc Chi nhìn thẳng vào trong mắt của Hà Gia Duyệt. Nè, theo như truyền thuyết kể lại, thì biển này đã được tạo thành từ nước mắt của các vị tiên, bởi vì thương xót thế nhân mà lưu lại. Phàm nhân nếu như hữu duyên mà đi vào nơi này, ngâm mình vào trong làn nước đó, thì có thể hoàn toàn rửa ra đi dơ bẩn cả thân thể lẫn với tâm hồn. Hà Gia Duyệt hiểu được, môi trung trung, mặt trắng bệch, lệ đã quanh trong mắt nhưng lại không rơi được. Kỳ Nhạc Chi ôm lấy cậu, cùng nhau đứng đó ngắm biển. Em xem nè, biển này cũng lại không biết đã có mấy ngàn, mấy vạn năm đó, có bao nhiêu mưa tuyết rơi xuống, nhưng mà nó có nhận được hay sao chứ? Không có đâu, là bởi vì tâm của nó vẫn là thủy chung và tinh thuần, là hết thảy dơ bẩn của thế gian này đối với nó mà nói đều là nhất thời mà thôi, trên căn bản là không có đáng để có thể để ý tới. Còn nhớ có câu nói như thế này nè: trên đời này sâu nhất chính là đáy biển, sâu hơn cả biển chính là thiên không, sâu với thiên không lại càng thêm sâu chính là lòng người đó. Tiêu Duyên à, kể từ em vốn chưa có từng bị giấy bẩn, thứ giờ bẩn là những cái kẻ bại hoại đó. Nhưng mà tại sao em lại vì những cái kẻ giờ bẩn đó mà hành hạ chính mình chứ? Em có biết không, khi em đang hành hạ chính mình thì đồng thời em đang hành hạ cha mẹ của em đó, hành hạ anh, hành hạ hết thảy những người đã quan tâm em, yêu thương em.
Hà Gia Duyệt không nói gì cả, nhưng mà nước mắt, mặt nước mình mơ hồ lại xuất hiện thêm những cái gợn sóng nhỏ. Kỳ Nhạc Chi gắt gao ôm lấy Hà Gia Duyệt. Khóc đi, không sao cả đâu. Vui thì cười, buồn thì khóc thôi. Đây không có phải là cái chuyện gì lớn đâu. Hà Gia Duyệt nghiêng người ôm lấy Kỳ Nhạc Chi, đem đầu chôn ở trong lòng của Kỳ Nhạc Chi, khóc nghẹn ngào không kể, tựa hồ là hết thảy khuất nhục lẫn với đau đớn tích tụ ở dưới tận đáy lòng đều theo nước mắt mà tuôn trào ra. Còn tâm của cậu đã dần dần trở nên an tĩnh. Buổi tối ở lại gian nhà nhỏ cho lữ khách ở trên sườn núi, Hà Gia Duyệt mới tò mò mà hỏi: Nè, vì cái gì mà không thể nào lên tới để nó luôn chứ? Kỳ Nhạc Chi đem cậu ôm vào trong lòng ngực. Bởi vì đỉnh núi là cái nơi ở của thần tiên cùng với các tinh linh, chúng ta vốn là phàm nhân, không nên quấy rối đâu. Hà Gia Duyệt gật gật đầu, đem đầu của mình tựa vào trong hõm vai của Kỳ Nhạc Chi, đỏ mặt khẽ khẽ nói: Cậu muốn làm cái gì liền làm đi, tôi không sao cả đâu. Kỳ Nhạc Chi cứ tẩm tiệm ở trên mặt của Hà Gia Duyệt, hôn cho một cái. Nếu không sao thì ta làm sao lại phát trung chứ? Hà Gia Duyệt ở trong chăn đạp cho Kỳ Nhạc Chi một cước. Kỳ Nhạc Chi cười ha ha, rồi lại xoay người từ trên cái túi để đầu giường, lấy ra hai sợi dây da màu đỏ đã sớm chuẩn bị trước. Trước là đem những kết hôn ở trên tay tháo xuống, sau đó luôn cái sợi dây qua rồi đeo trên cổ của Hà Gia Duyệt, rồi mới đem một cái sợi dây khác đưa cho cậu. Tôi phiền đó. Hà Gia Duyệt nghi hoặc mà tháo xuống cái chiếc nhẫn ở trên tay của mình, cũng dùng cái sợi dây luôn qua rồi mang lên trên cổ cho Kỳ Nhạc Chi. Kỳ Nhạc Chi nắm lấy tay của Hà Gia Duyệt, trịnh trọng mà hứa hẹn: Tiêu Duyệt à, em không cần phải lo lắng đâu. Trước khi tốt nghiệp trung học, anh sẽ không làm gì với em đâu. Chúng ta bây giờ vẫn còn là học sinh đó, đương nhiên là phải lấy cái việc học làm trọng rồi. Anh sẽ đợi đến khi em hoàn toàn trừ bỏ đi cái nỗi ám ảnh ở trong lòng, khoái nhạc cùng với anh mà chơi. Khi đó chúng ta sẽ chính thức mang cái đôi nhẫn này, có được không chứ? Như vậy là từ giờ trở đi, em hãy vì anh, anh cũng sẽ vì em, hảo hảo mà bảo quản nhẫn của anh, liệu còn có chính bản thân của em. Hà Gia Duyệt chôn ở trong lòng của Kỳ Nhạc Chi, dùng sức mà gật gật đầu. Giờ khắc này đây, cô tin tưởng mình đã gặp được thiên sứ hộ mệnh rồi. Năm tháng thanh xuân luôn trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã 2 năm trời trôi qua. Đã đến lúc lấy bằng tốt nghiệp, chờ đợi cái giấy báo trúng tuyển đại học. Mấy ngày nay Hà Gia Duyệt luôn tâm thần không yên, nôn nóng bất an, cúi đầu. Một cái sợi dây màu đỏ tinh tế nằm yên ở trên cổ, trên đó đeo một cái chiếc nhẫn màu ngân bạch nho nhỏ. Chiếc nhẫn tự hồ cũng chính là bị cảm xúc của cậu gây ảnh hưởng, ấm áp đến phỏng tay. Hà Mụ Mụ cắt một mầm hỏa: Tiêu Duyệt à, đi ra ngoan quả đi. Ầm một vài tiếng, Hà Gia Duyệt từ trong phòng đi ra. Hà Ma Ba lên bàn hỏi: Nè, con với Nhạc Chi có phải đã cãi nhau không? Sao nó lại chạy về nhà ở bên kia hơi chứ? Ai biết là cái tên Tiêu Gia Khỏa kia làm cái gì chứ? Nhắc tới cái chuyện này, Hà Gia Duyệt đã tức đến cành hồng. Mình đâu có trêu chọc giảng ta đâu à. Sau khi mà thi xong thì cái tên kia đã tự nhiên nói chuyện là có chuyện muốn làm nên chạy về nhà, chẳng có thèm đưa cậu đi theo, làm hại cho mấy ngày nay cậu đã không có ngủ ngon giấc, đôi mắt thầm đen tựa như cái con gấu mèo. Thói quen thực sự là cái thứ hại đến chết người mà. Đã quen chui vào trong cái khu ngực ấm áp kia mà yên giấc, tự dưng lại bị ngăn cách ra, vì chứng đáng sợ liền xuất hiện. Có bản lĩnh thì cả cuộc đời này đừng có về đi. Hà Gia Duyệt căm giận mà bóp mạnh đi cái trái măng cụt, khiến cho cái chất nhựa màu tím hồng dính cách đầy tay. Hà Mụ Mụ bực mình
mà lấy con trai của mình một cái. Nè, nhìn đi, nhất định chỉ là cãi nhau rồi. Lát nữa, con lo mà đi gọi điện thoại cho nó đi, bảo nó tối về ăn cơm, không thì con qua bên kia gia đi. Tính của Nhạc Chi thật là tốt đó, cho tới tận bây giờ, đều là nó làm mọi thứ vì con tôi. Con là cũng nên chủ động nhượng bộ cho nó một lần đi chứ. Vấn đề là con không biết là nên nhượng bộ cái gì nha. Trong bụng thầm nghĩ là như vậy, nhưng mà Hà Gia Duyệt vẫn là nhìn xuống, không có dám nói ra. Coi như tự lấy một cái cớ cho chính mình đi. Qua bên kia gia nhìn xem cũng tốt thôi, coi thử cái tên gia khỏa kia cho đến tụt cùng là đang làm cái gì đây. Dù sao thì mình với hắn ta cũng là vợ chồng, danh chính ngôn thuận, bằng cái gì lại không thể nào đi tra xét chứ. Tốt nhất đừng có để cho tôi bắt được cái nhược điểm của anh. Nếu không thì sẽ như thế nào chứ? Chẳng lẽ cái tên gia khỏa đó thực sự là hài lòng sao chứ? Hẳn là không có khả năng đi. 3 năm trung học, hắn ta đều đi theo bên cạnh của mình như hình với bóng. Có thể có chuyện gì được chứ? Nhưng mà nói như vậy cũng là chưa chắc à. Gia khỏa kia nói đi nói lại vẫn là rất được quan nghênh. Trong trường học, cái chuyện kết hôn của bọn họ không có được công khai. Thường xuyên có nữ sinh mạc danh kỳ diệu đến tặng cho hắn ta như thư tình, sô-cô-la, làm bộ nhờ chỉ bài mà chiếm lấy thời gian nghỉ ngơi của hắn ta, cũng đồng thời là thời gian mà bọn họ ở bên nhau. Đương nhiên, những cái thứ kia Kỳ Nhạc Chi cứ thành thành thực thực mà nhận lấy. Còn những cái kẻ đến nhờ vả thì đều bị Hà Gia Duyệt dùng mấy cái câu lạnh như băng mà đuổi sạch đi. Con không biết sao chứ, tự mình về nhà cân nhắc đi. Nhưng mà trong lòng của Hà Gia Duyệt vẫn là thường xuyên cảm thấy thật không được thoải mái. Vô số lần nghĩ đến cái chuyện đeo nhẫn kết hôn lên trên tay, nhưng mà chỉ cần nghĩ đến cái chuyện khi đeo cái thứ kia lên thì là phải làm ra cái chuyện kia. Cậu vẫn là bị chướng ngại tâm lý, bất quá đã không còn nhiều lắm rồi, chủ yếu chính là do cậu để ý đến mặt mũi mà thôi. Dạ, gia khỏa kia không có phải là việc bất mãn, tìm từng quan khác đi chứ. Hà Gia Duyệt càng nghĩ lại càng cảm thấy bất an. 2 năm chung sống đã muốn làm cho hai người đối với cái tính nết, sở thích, thậm chí là cả thân thể của đối phương đều phi thường hiểu biết. Lại nói tiếp, gia khỏa kia khi mà phát dục lên thì quá tốt đi. Hà Gia Duyệt có một chút mặt đỏ tim đập nghĩ, hắn ta hẳn là nhịn thật là vất vả đi, nhưng mà chính mình cũng là nhịn thực sự vất vả. Tuy rằng là không có làm đến cái bước cuối cùng, nhưng mà mỗi ngày đều triền miên ở trên giường, hôn môi cùng với âu yếm đều không có thiếu. Có vài lần cậu nhịn không được thiếu chút nữa liền làm, nhưng mà là tên gia quả kia luôn cứng rắn mà nhìn xuống. Không phải có mưa hay sao chứ? Hạ Gia Duyệt kỳ thực có khi đã nghĩ rằng dùng cái thứ đó khi mà chơi không phải là được rồi hay sao? Vì cái gì mà cái tên tiểu gia quả kia lại luôn ghét bỏ cái thứ đó chứ? Gia quả kia không phải nói là tốt nghiệp trung học xong là có thể chơi sao? Hắn ta vì cái gì lại không chơi chứ? Chẳng lẽ lại còn 4 năm đại học, hắn ta lại còn muốn nhịn nốt sao chứ? Này cũng là quá không có nhân đạo đi. Hà Gia Duyệt cả một bụng đầy ấm ức, cặp cái trái măng cục một cái thật là mạnh, rồi cuối cùng vẫn là nhìn không được mà cầm lấy điện thoại bấm số chỉ vang lên một tiếng. Điện thoại liền nói được. Không để cho cậu ta mở miệng, bên kia đã lên tiếng trước. Tiêu Duyệt à, mở cửa nhanh đi. Ách, cửa nào cơ? Anh đã về rồi, mở cửa nhanh đi. Khóe miệng không tự giác nhếch lên một chút ý cười, lời nói thì lại cố tình tràn đầy cái sự oán khí. Hết nè, thúc giục cái mà thúc giục chứ, đáng ghét à. Khi Nhạc Chi trong 18 tuổi lại càng trở nên cao lớn, càng ngày lại càng cao hơn Hà Gia Duyệt. Hiểu được đây chính là cái chuyện không thể nào thay đổi, Hà Gia Duyệt mới đầu lại còn không cam tâm, nhưng cũng đành làm như là không thấy. Cùng với cái sự thay đổi của chiều cao, còn có cái nét nhu hòa nguyên bản của Kỳ Nhạc Chi dần dần đã thay thế bằng cái vẻ cường tráng, càng ngày lại càng giống với Kỳ An Tu. Chính là thủy chung không thay đổi, vẫn là cái cặp kính gọng đen kia, bất quá nhìn riết rồi cũng quen, đôi khi lại còn cảm thấy rất là thuận mắt. Đặc biệt cặp kính che khuất đi dung mạo anh tuấn của Kỳ Nhạc Chi đã giảm bớt đi cái lượng hoa cỏ quấy rầy, làm cho Hà Gia Duyệt
càng ngày lại càng thích. Cha mẹ, con kết quả trúng tuyển rồi. Kỳ Nhạc Chi trước là vô cùng thân thiết, vỗ má của Hà Gia Duyệt, rồi mới báo tin vui cho cha mẹ vợ. Vừa rồi, ba ba của con đã nhờ bạn bè đi thăm hỏi vào qua. Hẳn là mấy ngày nữa, giấy báo sẽ gửi về đó. Tiểu Duyệt chính là khoa kiến thức, còn con là khoa thí nghiệm công trình sinh vật của Đại học X. Nè, phải không chứ? Vậy thật là tốt quá rồi. Hà Gia cha mẹ rất là cao hứng. Đây chính là cái kết quả mà họ đã thương lượng từ trước rồi. Hai người sẽ học chung đại học. Tương lai thì Kỳ Nhạc Chi sẽ chính thức tiếp nhận công ty sản xuất thuốc của Hà Gia. Hà Gia Duyệt thì được theo như ý nguyện là một kiến trúc sư. Hà Gia Duyệt phụng phịu đốt một cái miếng hoa quả cho Kỳ Nhạc Chi. Cậu chính là không có quan tâm đến mấy chuyện đó. Nè, mấy ngày nay anh đi đâu vậy chứ? Kỳ Nhạc Chi trực tiếp há mồm ra mang hoa quả. Nè, đang muốn cùng với cha mẹ nói nè, đã có kết quả thì rồi thì không có còn gì nữa. Con chính là muốn đưa Tiểu Duyệt đi chơi, đã đặt sẵn nhà nghỉ ở bên bờ biển rồi. Tiểu Duyệt à, em đi thu thập một chút hành lý đi, chúng ta ra sân bay luôn. Gương mặt vốn là lạnh lùng của Hà Gia Duyệt không có giấu được cái ý cười ngọt ngào. Nè, sao không nói sớm chứ? Định đi du lịch vài ngày hay sao chứ? Ngoài miệng tuy rằng là lãnh đạm, nhưng mà chân của hắn ta đã bước về phòng của bọn họ. Chờ khi mà Hà Gia Duyệt vào trong phòng, Kỳ Nhạc Chi đỏ mặt mà nói khẽ với cha mẹ vợ của mình. Cha mẹ, con đã sẽ để cho Tiểu Duyệt là trước tạm nghỉ học một thời năm. Bên trường học, ba ba của con cũng đã thương lượng với bọn họ rồi. Có thể đăng ký trước, đến lúc đó chúng con lại đến. Nếu mà Tiểu Duyệt nguyện ý, có thể đến trường một cái thời gian, rồi nửa năm sau ở nhà tự học cũng được mà. Ba ba nói trước kia, ba ba cũng như vậy đó, không có bị trễ tốt nghiệp. Cha mẹ, cha mẹ nghĩ sao chứ? Hai ba bà Hà Mụ Mụ nhìn nhau mà cười cười. Đương nhiên là được. Lần trước đến chỗ của bác sĩ Ngô kiểm tra sức khỏe, đã là tình trạng thân thể của Tiểu Duyệt rất là tốt đó. Nè, chúng ta sẽ chờ ngày tin tốt của hai đứa. Mặt của Kỳ Nhạc Chi lại càng đỏ hơn. Hắn ta hắc hắc cười đến ngây ngô. Dạ, con đi giúp thu dọn. Hà Gia Duyệt vừa quay đầu thấy Kỳ Nhạc Chi đỏ mắt đi vào, quan tâm hỏi. Nè, sao mặt con đỏ quá như vậy chứ? Máy lạnh trong phòng lại không đủ lạnh sao? Kỳ Nhạc Chi cắn môi cười cười. Là anh vội chạy về cho nên có hơi nóng đó. Là anh sẽ ổn thôi. Ánh mắt không tự giác lại giờ đến cái bụng bằng phẳng của Hà Gia Duyệt. Hắc hắc. Cùng cưng à, cha đến đây rồi. Hà Gia Duyệt vừa bước xuống khỏi máy bay đã lập tức yêu thích cái địa phương này không thôi. Hòn đảo nhỏ ở ven biển, thanh u và yên tĩnh. Ngôi biệt thự nhỏ nhỏ ẩn sau những cái hàng cây cao lớn sum suê, trông nó thật là thơ mộng và mát mẻ. Đi vào trong phòng, đập vào trong mắt chính là một bức tường thủy tinh hình bán nguyệt nhìn thẳng ra biển. Bên hông chính là cửa sổ siêu lớn nhìn ra cái khu vườn đầy hoa tươi. Chính giữa còn có một cái hồ tắm lộ thiên. Thang đi xuống lại có một cái lối đi bằng gỗ nối thẳng đến bờ biển. Có thể thả câu, có thể bơi lội. Bờ cát trắng tinh trải dài hoàn toàn chính là của bọn họ độc hưởng. Nè, cái nơi tuyệt vời như thế này sao tìm được chứ? Hà Gia Duyệt là hoàn toàn bị cảnh đẹp của nơi này hấp dẫn, hoàn toàn là không có để đến Kỳ Nhạc Chi đang lén lút lút giấu cái thứ gì đó vào trong tủ ở đầu giường. Đây là cái nơi trước đây cha của anh thường lén mang ba ba đến đó. Là anh nói muốn dẫn đi chơi, cha mới chịu nói cho anh biết đó. Vậy cũng đúng ha. Cái nơi này chỉ thích hợp cho những cái cặp tình nhân song song đối đối. Nếu như mang theo một cái đám kỳ đà, vậy thì cho dù một chút không khí cũng đã không có rồi. Hà Gia Duyệt tò mò đứng ở trên ban công nghiên cứu về cái bãi biển lộ thiên này. Nè, thực sự là có thể ở đây tắm hay sao chứ? Có ai nhìn lén không? Nhân viên phục vụ dẫn bọn họ vào, trịnh trọng mà thanh minh
Nè, tuyệt đối là không có khả năng đâu. Tiểu đạo của chúng ta là được các kiến trúc sư thiết kế rất là tỉ mỉ đó. Bảo đảm mỗi một góc độ cũng là không có khả năng bị khách từ phòng khác nhìn thấy. Huống hồ gì lại còn trang bị những cái hệ thống cảnh báo tiên tiến nhất ở trên thế giới này. Nếu như có người khác xâm phạm vào cái khu vực riêng của ngài, radar có thể là nhanh chóng báo động trước, đồng thời là phát ra cảnh báo. Ngay cả chim chóc cũng đã không thể nào qua lọt đâu. Tất cả máy bay trực thăng đều là phải đi đường vòng thôi. Nè, ngài có thể tận tình mà hưởng thụ tắm nắng ở trên bờ cát cùng với các loại dịch vụ mà không cần phải lo lắng đâu. Tất cả nhân viên phục vụ của chúng tôi, trừ khi nào được các ngài gọi, thì tuyệt đối sẽ không đến đây dù cho là nửa bước. Hạ Gia Duyệt yên tâm, trong lòng lại cân nhắc xem ngày mai có nên tắm thử cái bể tắm lộ thiên kia là không. Kỳ Nhạc Chi cũng đang có cái ý này, bất quá thì tối hôm nay vẫn là trước bảo thủ một chút đi. Cô lặng lẽ mà suy nghĩ, âm thầm cười ở trong sự sung sướng. Suốt hai năm này, trời biết cậu là nhịn có bao nhiêu vất vả. Không phải là nhờ định lực của cậu siêu cường, mà là cậu thực sự không có muốn mặc áo mưa mà cùng với cuốn con lên trên đỉnh Vu Sơn. Cảm giác kia nó luôn kém một chút, mà nếu như không mang mũ thì cuốn con lại phải uống thuốc. Cái vị giác của Hà Gia Duyệt vốn là không được tốt cho lắm, uống thuốc tránh thai sẽ có một chút tác dụng phụ. Cậu cũng là luyến tiếc, huống hồ gì lại còn có cái lời hứa lúc trước của chính mình. Kỳ Nhạc Chi không có muốn làm cái kẻ thất hứa, cho nên Kỳ Nhạc Chi lại nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nhìn xuống. Nhưng mà thi cử cũng đã xong rồi, vậy thì có thể xóa bỏ đi cái lệnh cấm đúng không chứ? Kỳ Nhạc Chi chỉ sợ là mình nhìn không được, cho nên mới vừa thi xong đã lập tức dọn về nhà. Vô luận là ở nhà của mình hay là ở nhà của Hà Gia, cậu được cảm thấy không thể nào hoàn toàn tận hứng làm cái lần đầu tiên của họ, cho nên con mới dụng tâm đi tìm một cái nơi không khí tươi mát, phong cảnh nhiều họa, hào hào mà thả lỏng một chút, cũng là thuận tiện để có thể chế tạo tiểu bảo bảo. Cái phần tâm tư này của Kỳ Nhạc Chi, Hà Gia Duyệt cũng là không thể nào nói hoàn toàn là đoán được. Nhưng mà nhìn vào hào quang cháy bỏng thỉnh thoảng là hiện lên ở trong ánh mắt của Kỳ Nhạc Chi, Hà Gia Duyệt vẫn là có thể hiểu được một chút. Ở cái loại địa phương này tiến hành lần đầu tiên của họ, ách, kỳ thực thì Hà Gia Duyệt cũng rất là nóng lòng chờ mong à. Nhưng mà trước khi chơi dường như vẫn là có một chút thẹn thùng, hai người ai ai cũng xấu hổ, không có dám phá vỡ đi cái bức tường ngăn cách mỏng manh, vẫn là một trước một sau đi tắm. Khi mà Hà Gia Duyệt sấy khô tóc rồi nằm ở trên giường làm bộ xem tivi, Kỳ Nhạc Chi cũng đã rất nhanh chóng tắm xong đi ra. Nhìn không được ý cười, nhìn gương mặt mang vài cái phần khẩn trương ở phía trước, mặt của Hà Gia Duyệt lại bất giác đỏ lên, vẻ mặt vẫn là cao ngạo. Nè, đứng ngồi đó làm gì chứ, đi sấy tóc đi. Nga. Kỳ Nhạc Chi cầm lấy cái máy sấy tóc rồi mới chợt nhớ tới, tóc của cậu vốn là ngắn cục ngủn thì sẽ làm cái gì chứ, bình thường đều là lấy cái khăn mặt lau lung tu một hai cái là tốt rồi. Nhưng mà cuốn con bảo cậu sấy thì cậu cứ sấy một chút đi. Không đến 2 phút tóc đã khô. Trong phòng tuy rằng là quanh quẩn cái tiếng tivi, nhưng mà hai người vẫn là cảm thấy yên tĩnh đến mức làm cho người ta cũng ngượng ngùng. Kỳ Nhạc Chi xấu hổ lần mò đến bên giường, Hà Gia Duyệt ba một tiếng tắt bóng đèn đi, rầu rĩ mà nói một tiếng ngủ. Nè, vì sao ấy lại không tắt tivi đi chứ, cuốn con cũng đang hồi hộp đi. Kỳ Nhạc Chi hắc hắc ngây ngô cười, nhấc chân rồi chui vào. Hà Gia Duyệt đưa lưng về cái phía của Kỳ Nhạc Chi, cả người lại cứng ngắc vô cùng khẩn trương. Kỳ Nhạc Chi lại cô lấy dùng khi đưa tay chạm vào trong lưng của Hà Gia Duyệt, ôm như mà gọi. Tiêu Duyệt, Tiêu Duyệt à, cái gì chứ? Hà Gia Duyệt hung hăng mà hỏi, cũng lại không có dám quay đầu lại. Kỳ Nhạc Chi lén lén lúc lúc để ý đến cái thái độ của cậu, đơn giản đem hơn nửa thân mình áp sát qua. Nè, quay qua đây đi. Nè, đừng có nói loạn chứ, ngủ đi. Hà Gia Duyệt đỏ y như là trứng tôm luộc, đem mặt của mình
vùi sâu vào trong ổ chăn. Kỳ Nhạc Chi cười giảng quạt. Nè, nếu không quay qua đây, anh thọc lét em mà. Kỳ Nhạc Chi đưa tay chọc vào trong nách của Hà Gia Duyệt. Hà Gia Duyệt liền nhịn không được, cười khanh khách, rồi xoay người lại. Nè, không được chọc nữa đó, em sẽ tức giận cho coi. Kỳ Nhạc Chi nhân cơ thể của cả hai người đều ghé vào trên người của Hà Gia Duyệt, ngượng ngùng mà gọi. Tiêu Duyệt à, cái gì nữa đây chứ? Hà Gia Duyệt quả thật là không có dám nhìn thẳng vào Kỳ Nhạc Chi, mặt càng lúc lại càng nóng hơn, ngay cả cái cổ cũng cả đỏ thành một mảnh. Kỳ Nhạc Chi thực chậm rãi mà cúi xuống, hôn nhẹ lên trên trán của Hà Gia Duyệt. Anh muốn chơi đó. Hà Gia Duyệt lại chợt nghe ra những cái lời này, nhất thời cảm thấy tựa như có luồng điện từ bên tai chạy khắp thân thể, cả người tựa như bị điện giật, máu huyết toàn thân tựa như bị đun sôi. Hà Gia Duyệt không dám hé răng, ngay cả mí mắt cũng đã không dám động một chút, đầu gắt gao xoay qua một bên, lại không có nhúc nhích, chỉ có hơi thở hơi dồn dập. Bản đứng cậu đang khẩn trương, biết cậu đã ngầm đồng ý rồi. Khi Nhạc Chi từ từ đưa tay lên, thật là nhẹ nhàng vuốt về cái bàn tay nhỏ nhỏ mẫn cảm của Hà Gia Duyệt. Hà Gia Duyệt chịu không nổi, khẽ run rẩy, gắt gao cắn môi dưới, rất nhanh liền xoay mặt trở lại. Đáng ghét. Nói còn chưa có nói hết từ, đã bị một cái đôi môi nóng tươi như lửa ngăn chặn đi. Ôm nhu mà lại bá đạo, nhiệt tình mà lại lý trí. Suốt hai năm qua, bò hôn không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần giao truyền đều giống như là cựu biệt gặp lại, quấn lấy nhau cùng rơi vào trong lốc xoáy của dâm dục. Đặc biệt ngày hôm nay đã không còn cố kỵ lẫn với ràng buộc, hai người hôn lại càng truyền miên hơn so với bình thường, càng khó tách nhau ra, thậm chí lại còn phát ra những cái âm thanh khiến cho người khác nghe qua phải ngại ngùng, nhưng lại càng làm cho người ta muốn phóng túng. Nhận thấy Kỳ Nhạc Chi muốn dừng lại, Hà Gia Duyệt lại vội vàng đưa tay giữ chặt lấy đầu của Kỳ Nhạc Chi, chủ động mà tiến lên. Lại thêm một lần nữa truyền miên, tay của Kỳ Nhạc Chi rơi xuống, kéo lê cái vạt áo của Hà Gia Duyệt, xoa lên trên làn da nóng bỏng. Lúc này bất cứ cái thứ gì còn tồn tại lại đều là chướng ngại vật lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến trình. Cố gắng tách ra một chút khoảng cách, Kỳ Nhạc Chi khàn khàn nói. Nè, cởi quần áo ra đi. Ngô. Cổ họng của Hà Gia Duyệt lại phát ra cái âm thanh mị nhân. Một đôi mắt xích đông đầy nước vẫn là bất động. Kỳ Nhạc Chi đã hiểu, ôm lấy Hà Gia Duyệt nâng người lên một chút, thật nhanh chóng cởi hết quần áo ngủ của Hà Gia Duyệt ném xuống đất, rồi mới kéo nốt cái chiếc quần lót nhỏ xíu nhất tình bỏ ra. Cảm giác hoàn toàn trần trụi vẫn là làm cho người ta có một chút ngượng ngùng. Thừa dịp Kỳ Nhạc Chi quay sang cởi quần áo của mình, Hà Gia Duyệt nhanh chóng cuộn mình vào trong chăn. Mà chỉ trong chốc lát thôi, một khối thân thể trẻ trung cường tráng vô cầu vô thúc đè lên, lại một lần nữa đem Hà Gia Duyệt đặt ở dưới thân. Lần này hôn vẫn là bắt đầu từ trán, nhưng mất quá lại dừng lại lâu hơn. Hơn nữa thuần tha gầm má một đường mà uốn lượn, trọng điểm vẫn là tấn công cái vành tai mẫn cảm. Cái tiếng rên rỉ không như được thoát ra khỏi cái khóe miệng của Hà Gia Duyệt lại càng thêm khiến cho Kỳ Nhạc Chi dục hỏa đốt người. Rất nhanh đã vỗ về chơi được một chút hai cái khỏa thù du nhỏ nhỏ mẫn cảm. Trong khi đó, dương vật cưng cứng đến cực đại đã trực tiếp áp sát cái đó mật hoa ở hạ thân của Hà Gia Duyệt. Nơi đó đã muốn ẩm ướt, nhưng mà còn chưa khai mở toàn bộ, vẫn là chưa được chuẩn bị tốt tiền hí. Kỳ Nhạc Chi không có còn là chú gà nhỏ 3 năm trước lần đầu tiên được nếm trải trái cấm, hoàn toàn chẳng có một chút kinh nghiệm, không hề gấp gáp mà đưa tay lại bắt đầu an ủi Tiêu Duyệt Duyệt ở phía trước. 2 năm nay bọn họ đã âu yếm nhau rất nhiều lần, đương nhiên là biết cách làm sao để cho đối phương cảm thấy thoải mái nhất. Chưa được vài phút, Hà Gia Duyệt đã không nhịn được mà cậu kêu lên. Kỳ Nhạc Chi khẽ cười rồi cúi người đem Tiêu Duyệt Duyệt ngậm vào trong miệng. Hành động này trước khi bọn họ chưa từng làm qua,
trong đầu của Hà Gia Duyệt đã nổ tung lên một tiếng. Dương vật sưng lên đến khó chịu, bỗng nhiên đi vào một cái địa phương ấm áp và ẩm ướt. Còn bị dùng sức hút, đầu lưỡi thô ráp linh hoạt liếm lọng. Cái loại cảm giác phiêu diêu dục tiên này đã làm cho Hà Gia Duyệt quả thực thích đến cực điểm. Chỉ cảm thấy ở trong cái đầu này, bách quan trực lóe lên, liền nhanh chóng mà tiếc. Mà cùng với lúc đó, mật hoa ở Hà Thần cũng đã trao ra một cái lượng lớn xuân thủy, giống như một đêm xuân phong đến. Hà Gia Duyệt tự mình thúc giục nở đóa mật hoa kia ra. Kỳ Nhạc Chi không một chút nào ghét bỏ mà nuốt xuống bạch trọc của Hà Gia Duyệt, không có lập tức buông ra, vẫn là hút một trận để cho Hà Gia Duyệt hảo hảo hưởng thụ cái dư vị sau cao trào. Sau đó mới cười nói: "Em dễ quá đó nha, mới cái như đó tôi đã cho ra sữa rồi." Hà Gia Duyệt thẹn quá đã thành giận: "Hết nè, thì em cứ thử xem đi." Nhưng mà đáng tiếc, vừa mới trải qua cao trào, cô Hồng khàn khàn, hoàn toàn là không có một chút lực uy hiếp, ngược lại càng giống như đang làm nũng. Có loài dụ hoặc nói đến không nên lời. Kỳ Nhạc Chi ha ha cười: "Tốt thôi, vậy thì lần tới em làm cho anh nha. Bất quá hiện tại anh muốn đi vào cái nơi này cơ." Bàn tay đang dính đầy xuân thủy đưa vào hạ thể thăm dò, cảm giác đã muốn không sai biệt lắm, liền đem dương vật của mình đưa vào bên trong. Mở đầu chỉ là không quá khó khăn, nhưng mà càng tiến sâu vào, hoa kính nhỏ bé cho tới tận bây giờ chưa có từng chứa vật cực đại như thế, vẫn là thực không dễ dàng đi vào. Hà Gia Duyệt đau quá, hết một ngụm khí: "Ngụm muốn chết tôi, nhẹ chút coi, cái đầu đầu heo." Kỳ Nhạc Chi bị mắng sừng sốt, đột nhiên nở ra một nụ cười: "Nè, bạn cũng thường là mắng cha quên là đồ heo đó. Nếu như em muốn mắng anh thì chỉ được mắng là đồ heo con thôi nha, có biết không?" Hà Gia Duyệt gọi tôi là không biết nói gì nữa rồi. "Nè, người ở chỗ đó vui lắm hả? Nếu anh không phải là heo thì thu nhỏ lại mà đi vào đi." "Nè, dường như là hơi bị khó nha." Kỳ Nhạc Chi nghĩ nghĩ, mình vẫn là làm heo thì sẽ tốt hơn. Dù sao thì có heo cha, mình là heo con cũng chả có gì đáng sợ cả. Nếu mà thực sự nhỏ lại thì mới là đáng sợ đó. Cúi xuống vừa hôn là vừa trấn an Hà Gia Duyệt, một mặt cứ thông thả tiếp tục mà đẩy về phía trước: "Ngoan đi, lần đầu tiên sẽ bị đau một chút đó. Em ráng nhìn đi, anh sẽ cố gắng thật nhẹ nhàng mà." Hà Gia Duyệt trề môi, nhưng mà cũng biết Kỳ Nhạc Chi nói đúng, đành phải cắn răng mà nhẫn nại. Trong đầu lại tràn ngập hoài nghi. Trong sách đều nói làm cái loại sự tình này như thế nào mất hồn, hoàn toàn chính là không phải như vậy. Đương nhiên làm công vẫn là thích hơn, nhưng mà nhìn đến hắn ta hiện tại, hoàn toàn là một chút cũng chưa thể hiện được cái sự ưu việt của ông công. Nhưng mà thực sự là như vậy hay sao chứ? Đều là không có thể nào có thể nghiệm qua, sao có thể biết là không ưu việt chứ? Hà Gia Duyệt rất nhanh sẽ hiểu được thôi, cái gì gọi là muốn ngừng mà ngừng lại không được. Hà Gia Duyệt nhìn đâu, rốt cuộc cái cây lạp xưởng không thể nào nhỏ đi của Kỳ Nhạc Chi cũng đã tiến vào được trong thân thể. Hai người đều nhẹ nhàng mà thở ra. "Cô đã không chứ?" Kỳ Nhạc Chi lại không vội vận động, hôn hôn hai cái gò má của Hà Gia Duyệt mà trấn an. Hà Gia Duyệt thoáng thoáng giật giật thân thể, điều chỉnh lại một chút: "Nè, dường như tiến vào rồi sẽ không đau đó." Chỉ có cái cảm giác hơi là lạ, cơ thể dường như là bị cái gì đó lấp đầy, trướng trướng, có một chút không được tự nhiên. "Nè, vậy anh động nha." Kỳ Nhạc Chi thường là son sóc mà hỏi hàng trước. Hà Gia Duyệt nhếch môi tỏ vẻ là cam chịu, chứ còn cách nào khác đâu chứ, ai kêu thân thể của mình bẩm sinh đã là như vậy rồi, bị người đè cũng phải đành chịu thôi. Kỳ Nhạc Chi thường là ôm nhu, một mặt thì hôn môi của cậu, một mặt lại nhẹ nhàng mà lục động. Thích ứng được một chút, dường như cảm giác chính là không tệ cho lắm. Theo từng đợt vận động kích thích, hoa kinh theo bản năng
đã bắt đầu tiết ra càng nhiều xuân thủy, giúp cho cái việc tiến nhập vốn khó khăn đã trở nên dễ dàng hơn. Hà Gia Duyệt cảm thấy có một chút cảm giác tê dại chưa bao giờ có từ trong cơ thể đã chậm rãi thẩm thấu ra, dường như rất thoải mái. Bất giác hai cái đôi mở rộng ra thêm một chút, giúp cho Kỳ Nhạc Chi lại càng dễ dàng ra vào, nâng cao cái đôi môi đã có một chút sưng đỏ, tiếp tục động tác hôn. Biết là Hạ Gia Duyệt đã cảm thấy thoải mái, Kỳ Nhạc Chi tăng mạnh động tác, đồng thời ra sát cho cậu một cái nụ hôn triền miên nóng bỏng. Tay của Kỳ Nhạc Chi thì lại trêu chọc những cái điểm mẫn cảm ở trên người của Hạ Gia Duyệt. Hạ Gia Duyệt không có cam lòng yếu thế, cũng là hôn lại cái vành tai của Kỳ Nhạc Chi. Nè, đây không phải là cái chỗ mẫn cảm của anh đâu chứ? Thương tích cũng còn chủ động, nhưng mà dường như cậu đã cố gắng sai hướng rồi. Kỳ Nhạc Chi thường là thẳng thắn mà thừa nhận, lại còn tích cực dẫn đường. Em hướng bên cạnh thử xem đi. Hà Gia Duyệt có một chút bất mãn mà nhớ mày, hôn lại thuận theo cái lỗ tai của Kỳ Nhạc Chi dao động đi xuống, đến khi mà chạm vào trong cái hầu kết của Kỳ Nhạc Chi, rõ ràng cảm giác được Kỳ Nhạc Chi có phản ứng mạnh liệt, cậu lại càng thêm dùng sức để mà hôn. Kỳ Nhạc Chi thoải mái thở mạnh một hơi, rất là hưởng thụ. Vậy là càng phải hung hăng thêm một chút nữa rồi. Nhưng mà Hà Gia Duyệt đã quên, chính mình hiện tại là đang bị người ta áp, lại càng cố gắng như vậy thì lại càng khiến cho đối phương dục quả đói người. Ánh mắt của Kỳ Nhạc Chi đã thay đổi, vẻ dịu dàng nguyên bản đã bắt đầu bị dục vọng thay thế. Ngồi dậy, gắt gao ôm lấy Hà Gia Duyệt, tiết tấu tiến công thăng vọt lên. Bị tiết tấu đột nhiên giảm tốc khiến cho Hà Gia Duyệt kêu lên sợ hãi liên tục, phát âm đã không còn rõ ràng nữa. Anh à, chậm một chút đi. Không được à? Cả đầu của Kỳ Nhạc Chi đã ngập tinh trùng rồi, chỉ nghĩ phải làm như thế nào để có thể khiến cho bạn thân của mình càng thêm khoái cảm một chút. Đem cái đôi chân thon dài tách ra hai bên, vừa cúi đầu có thể nhìn thấy dương vật của mình đang tiến suốt suốt vào trong tiểu huyệt đỏ sậm giữa cái cặp mông tựa như tuyết trắng. Hình ảnh này đã khiến cho huyết mạch sôi sục như thế, làm cho Kỳ Nhạc Chi không chỉ là chậm lại, mà động tác kia càng lúc lại còn điên cuồng hơn. Không được, tôi không được mà. Hà Gia Duyệt bất lực lắc đầu ngoài ngoại, muốn ngăn lại là căn bản là không có thể nào dùng được một chút khí lực. Miệng thì nó khó chịu, nhưng mà Kỳ Nhạc Chi lại có thể cảm giác được mình vừa ra vào càng lúc lại càng dễ dàng hơn. Đơn giản đã đem hai chân của Hà Gia Duyệt mà nhấc lên trên cao, đặt lên trên vai của mình lại càng thêm xâm nhập sâu hơn. Tiêu Duyệt à, lúc này Hà Gia Duyệt đã hét lên. Kỳ Nhạc Chi dường như đã chạm trúng phải cái chút mở thần bí nào đó ở trong cơ thể của cậu, khiến cho cậu giật bắn cả người lên. Mà hoa kính kịp vốn đã ướt sũng lại trào ra một cái cổ mật nước ào ạt. Biết mình đã tìm được đúng chỗ rồi, Kỳ Nhạc Chi lại càng thêm dũng mãnh mà tiến công vào cái nơi vừa mới khám phá. Ngô Hà Gia Duyệt không biết mình là nên khóc hay nên cười, miệng lung tung cười lên vài tiếng, nhưng mà mỗi một tiếng đều mang theo tràn ngập tình sắc, lại vô cùng dụ hoặc, giống như là thúc giục Kỳ Nhạc Chi lại càng thêm cố gắng. Nếu như nói là khó chịu, Hà Gia Duyệt quả thực là cảm thấy rất khó chịu, dường như cái dây thần kinh lực với cuộc sống đều bị ai đó lấy đi mất, nằm sụi lờ thành một đoàn. Nhưng mà khó nói khó chịu cũng là không hẳn, đó chính là một cái loại cảm giác kỳ quái, nói không nên lời, lại làm cho người ta cảm thấy thật là thoải mái, thật kích thích. Mỗi một tế bào ở trong thân thể
đều tựa như bị kích thích thật sung sướng, thật hưởng thụ, thật khao khát. Loại cảm giác dục tiền dục tử này đã khiến cho Hà Gia Duyệt rất nhanh liền mất đi ý chí, mong không tự chủ được mà nâng lên cao, giúp cho cồn thịt xà vào lại càng thêm sâu hơn. Đùi mở rộng ra hết cỡ, qua kính lại không ngừng co thắt, căn bản chỉ là luyến tiếc mỗi một lần cồn thịt kia rời đi, miệng cũng là phóng đạn kêu lên lung tung. Không cần đâu, tôi muốn mà. Khi Nhạc Chi giật mạnh cái chiếc ngôi ở dưới đầu của Hà Gia Duyệt đem xuống mà chàng dưới mông của cậu, cảm giác sung sướng kia đã khiến cho đầu óc có thể cảm nhận được từng tín hiệu mẫn cảm nhỏ nhất của thân thể, làm cho khoái cảm lại càng thêm mãnh liệt. Không, không được. Thật là thân thể sảng khoái, cảm giác không có thể nào khống chế được, đã khiến cho Hà Gia Duyệt thét lên: Để tôi xuống đi. Kỳ Nhạc Chi cứ mặc cho Hà Gia Duyệt vùng tay lung tung, chính là không có chịu kéo gối ra, ngược lại lại càng thêm dùng sức đâm vào trong cái chỗ sâu nhất.